trong này. Ví dụ như bây giờ mình đang đi, mình đang đi và mình thấy là đang đi à, tâm hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, không có cái thêm bớt gì nữa cả à, là đang đi lui đi tới mình. Cái tự nhiên nó sáng lên cái là tự nhiên mình bị cái ánh sáng đó nó làm cho mình dừng lại liền, mình bị hút vô cái ánh sáng đó liền thì mất cái thực tại rồi. Cái tâm đó, tâm mình nó bị hút vô cái đó, cho nên là mình bị mê hoặc với cái đó một cái tính hướng gì đó, tức là mình lúc đó là quên mất, hoàn toàn quên mất là mình đang đi. Còn nếu mà cái người mà đang thực sự là tánh biết thấy pháp á, không phải là ý thức để mà cố gắng giữ cái ý thức của mình lấy cái chân, hay là giữ ý thức của mình lấy cái bụng, hay là cố ý thức giữ cái thở hơi thở mình nó lỗ mũi, tất cả những cái mà ý thức mà cố gắng giữ mình nó lỗ mũi này, giữ mình nó bụng này, giữ mình nó chân bước đạp này, cái đó chỉ là cái cố gắng miên mật của ý thức mà thôi. Cái đó không phải là tánh biết thấy pháp. Còn tánh biết thấy pháp á, thì bây giờ đang đi và ánh sáng nó phát sinh lên cái thì cũng biết ánh sáng thôi, cũng thấy đi thấy ánh sáng thôi. Rồi ánh sáng nó mất đi thì thôi, mất đi thì mình vẫn là đang thấy mình đang đi, mà nó phát sinh ra thì mình cũng thấy mình đang đi. Cho nên lúc đó mới thật sự là chánh niệm tỉnh giác được. Còn á, ánh sáng khởi lên một cái là bắt đầu thấy thích thú trong cái ánh sáng này là mất thực tại, tức là mất tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, ảo tưởng xen vào. Do đó khi người tu mà thấy được ánh sáng là ghê gớm, nhưng mà thấy được ánh sáng là cái thứ hai á, là cái bẩn tuệ. Bởi vì có một cái lúc mà bỗng nhiên nó vắng bặt những cái mà gia đất thì lóe lên một cái là thấy pháp, nhưng mà thấy pháp một cái là bắt đầu là kết luận à, rồi tôi biết cái này rồi, tôi biết cái kia rồi cái gì đó khởi lên cái kết luận đó. Do đâu mà có? Do pháp học chi pháp quá nhiều à. Bây giờ là thấy một cái nói cái này là pháp gì đây này cái này là pháp gì đấy à, hay là tôi đã đáp pháp này rồi, đáp được pháp kia rồi, tức là lý trí bắt đầu lại khởi lên làm tán loạn hết. Cho nên á, cái mẫn tuệ này á, lẽ ra cái tâm mà nó sáng để mà thấy ra vấn đề một cái thì là tốt quá, nhưng mà nếu nó thấy rồi thì thôi, thì nó vẫn trở lại cái đang là à, mà thấy lên cũng là cái thấy lên cũng là cái đang là. Rồi nó hết đi thì vẫn là cái đang làm à, thì lúc đó mới là không bị cái mẫn tuệ đó nó làm cho trở ngại. Cái này là cái tuệ đó, đắc tuệ là thấy là ghê gớm rồi đó, nhưng mà đắc tuệ vẫn là bị trở ngại. Rồi á, khi một cái người đó, ví dụ như hồi sáng có một cái anh nói là khi mà anh cố hành thiền rồi, bây giờ anh điều thân được rồi thì thấy bây giờ người nó thoải mái. À, người nhẹ nhàng thoải mái, thoải mái thoải mái này tức là khinh an thư thái. Đây thì khinh thư tức là khinh an thư thái. À, pasati là khinh an thư thái. Thì mình tu một cái mà mình thấy là người mình nó nhẹ nhàng thư thái một cái là thấy mình là đạt được cái gì đó. Tức là thế mà mình có được cái gì cái là mình là muốn giữ lấy. Muốn coi đó là sơ đắc, đó là bị kẹt rồi à. Rồi hỷ tức là một cái tâm mà nó cảm thấy là rất là thích thú trong cái trạng thái đó à. Mình đang đi cái tự nhiên cái tâm do cái tâm nó yên mà nó rất là thích thú à. Trong cái thích thú đó có thể là làm người mình nó rần rần lên một cái cảm giác, hoặc nó làm cho mình mát lành, hay là làm cho mình thấy nó, nói chung là nó rất là thoải mái, thì cái hệ đó cũng làm cho mình bị trở ngại. Rồi cái lạc tức là cái hệ là nó còn nó mạnh, cái hệ là nó làm cho mình nó là cảm thấy là phấn chấn đi, nhưng mà
cái lạc á, thì nó làm cho mình an xuống, nó yên, hoàn toàn nó yên, thấy nó rất là thanh thoát, thấy là rất là thanh thoát. Mà lúc đó là mình cũng cho là được rồi, tức là có sở đắc, cho là vẫn có sở đắc. Thật ra cái đó nó có đến có đi mà kệ nó, đừng có quan tâm. Cái đó nó chỉ là trạng thái, nên nhớ rằng là đó chỉ là trạng thái. Nhưng mà tu hành không phải là để kinh nghiệm trạng thái, mà là trong khi mình trải nghiệm tất cả trạng thái thì thái độ vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, thái độ vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì khi đó mới là cái tu mới đúng. Còn nếu như mình mà rơi vào cái trạng thái đó rồi mình bắt đầu mình cho đó là sở đắc, mình muốn nắm giữ cái trạng thái đó là coi như là tiêu, là bạn ngã phải lên. Cái thứ sáu là tiến giải. Tiến giải tức là một cái tâm mà vượt qua một cái gì đó quá mạnh, tức là tâm mình của lúc đó nó quá mạnh, cho nên mình vượt qua cái chuyện gì đó dễ dàng. Nhưng mà do một cái tâm mà cương quyết mà vượt qua một cái điều gì đó dễ dàng đó, rồi mình tốt đó là được rồi. Tốt đó là như vậy, tức là bây giờ mình là làm chủ được mình rồi, cái gì mình cũng thể vượt qua được dễ dàng. Ví dụ như thế này, khi mình khởi sân lên, cái thì mình liền là dẹp cái sân nó đi được một cách dễ dàng, là sai đó. Cái đó là không phải thiền tuệ đó, cái đó không phải thiền tuệ. Thiền tuệ đó là thấy sân khởi lên là cứ là nó cứ khởi lên rồi nó diệt là nó diệt, tức là nó cứ để cho nó đi đúng cái diễn biến của nó, và chỉ thấy đúng cái sinh diệt của nó thôi, chứ hoàn toàn không có một cái xen vào cái gì cả. Còn bây giờ mình xen vào một cái tự tin, hoặc là một cái mà cái thắng giải, có nghĩa là tin tưởng quá mình, tự tin quá mình, hay là quyết định quá mình, cho nên nó là vượt qua được cái đó. Nhưng mà vượt qua đó là sai, vượt qua là sai, vượt qua thì mình sẽ không thấy được nó. Trong thiền tuệ đó, thì pháp gì khởi lên cũng cần biết là nó là bất thiện hay là thiện. Trong thiền tuệ không có phân biệt cái này là thiện, cái kia là bất thiện, mà chỉ thấy thực tánh thôi. Ví dụ như nếu tâm mình đang thiền mà không thấy thực tánh thì thua là lúc đó mình tâm mình đang bất thiện mà lại thấy đúng thực tánh của nó. Ví dụ như tâm không sân mà mình lại không thấy được cái tâm không sân, lúc đó cái bạn ngã nó nằm chừng gần cái đó cho nên nó không thấy cái tâm không sân, thì lúc đó là vẫn không được, không phải là chân tuệ. Nhưng mà tâm khởi sân lên mà mình lại thấy rõ cái tâm khởi sân lên như thế nào, rồi nó diệt như thế nào, thấy rất rõ, thấy được cái sự sinh diệt của nó, mà không có một cái thái độ nào để mà xen vào, để can thiệp, để làm gì cả, không phản ứng gì cả, một tâm hoàn toàn là thấy rõ nó như thế nào thì nó nên như vậy thôi. Thắng giải tức là giải tức là thoát ra đó, tức là vượt thắng được cái đó, thoát ra được cái đó dễ dàng. Nhưng thoát ra dễ dàng là sai chứ không phải là đúng, cứ để nó tự nhiên để mà thấy thôi, chứ đừng thoát ra dễ dàng vậy. Thứ bảy là tinh tấn quá mức, tức là cái chữ mà bắt gan hà tí này á, bắt ca hát là bắt gan hà tí, cái động từ của nó là bắt gan hà tí. Bắt gan hà tí tức là giới bắt, ví dụ như cái gì xa cái mình với tới để mình cầm nó là gọi là bắt gan hà tí. Thì cái tinh tấn quá mức là sai lầm, tinh tấn quá mức là sai lầm, tinh tấn quá mức là nỗ lực của bạn ngã. Cái mà cố thấy, cố nghe, cố biết là bạn ngã. Còn cái tánh biết qua cái nghe, cái thấy, biết tất cả mọi chuyện
thì cái đó là tánh biết vô ngã. Hai cái đó nó khác nhau á, phải thấy ra được cái khác nhau đó, chứ còn không á là nó bị kẹt. Thì á, cái tinh tấn quá mức, hay là nói một cách khác là mình cố gắng quá, cố gắng vươn, hay là cố để mà vươn tới để nắm bắt là sai lầm. Và cái này á, là khi nào mà khi nào cái loài tu mà muốn sở đắc á, cái loài tu mà muốn nâng cố gắng ngày hôm nay mình ngồi làm sao mà để được cái này được cái kia đó, tất cả cái loài kia đó là đều rơi vào cái tinh tấn quá mức này cả. Cái thứ tám là niềm quá mức, tức là cái này là cái mà người ta gọi là miên mật. Thực ra không cần cái miên mật này, cố gắng miên mật là một cái sai lầm. Tức là mình cố là cái quan tâm mà niềm à, thật ra không cần như vậy, bởi vì cái tánh biết tự nhiên, rất rất là tự nhiên à. Bây giờ cái tánh biết mình buông ra hết, đừng có niệm, đừng có cố gắng, đừng có làm gì hết nữa, thì là nó biết hết rồi. Thì nó cái chuyện gì xảy ra nó không biết hết. Nhưng mà chính khi mà mình cố gắng mà niềm á, thì chính lúc đó mình lại là mất cái biết mà tự nhiên và toàn diện đi. À, khi mình mà quá cố gắng để mà biết cái gì đó, nhưng mà cái trường đó, ví dụ như bây giờ thầy uống nước à, thì thầy cái tới nó rất tự nhiên thôi, thì cứ cầm cái ly nước này lên là để mà đưa lên uống thôi, nó rất tự nhiên, à, rất tự nhiên là nó rất vừa đủ, nó có gì đâu. Mà bây giờ thầy làm gì mà phải mà chú vô mà phải làm gì mà tôi nó cực khổ như vậy, à. Cho nên á, mà thật ra cái quá này á, cái cố mà miên mật như vậy đó thì nó là trật. Nhưng mà ngược lại á, mình cứ tự nhiên thôi, là mình cứ cầm cái lê lết mình uống á, thì nó rất là miên mật. Cái miên mật này cũng phải là miên mật, cái cố gắng miên mật, mà miên mật này là miên mật tự nhiên của cái tánh biết pháp. Đó. Thật ra những cái điều này nó rất là quan trọng. Mà mình không thấy ra đó, mình cứ đem cái bản ngã mình ra mà cứ cố gắng miên mật là thật à. Cái chữ Upatthana này đó, Upatthana có nghĩa là luôn luôn là phải siết sao. Cái nguyên cái chữ Upatthana này có nghĩa là đứng hầu, tức là giống như một cái người hầu mà hầu cần một cái ông quan chẳng hạn đó, là cứ đứng là coi như là cứ tầm hâm thì cái đó đó, cái đó là miên mật á. Nhưng mà cái mà cố gắng miên mật đó, đó niềm liên tục. Hồi xưa là khi mà thầy đọc cái cuốn mà Pháp Bảo Đàn Kinh năm mà ngài nói là niềm liên tục là sai, mình biết nó có tại sao mà niềm liên tục là sai. Niềm phải liên tục chứ, là niềm liên tục là sai. Nhưng là cái tánh biết nó từ nó thấy liên tục, mà mình là cố gắng niềm liên tục ấy, thì là tức là chặt rồi. tức là làm hỏng cái mà cái cố ý mà niềm liên tục đó đó, cái cố ý mà miên mật đó đó, nó lại làm hỏng cái mà cái tự nhiên mà không gián đoạn đó. À. Mà nó không cần không gián đoạn, như hồi nãy thầy nói đó, ngủ thì cứ ngủ đi chứ đâu có sao đâu. Ngủ thì ý thức không làm việc thôi, chứ còn tánh biết nó vẫn cứ yên tâm đi, tánh biết nó làm việc hết. Mình ngủ rồi thì bên tim nó vẫn đập, mà nó đập lúc đó là đúng nhất. Còn hằng ngày là mình đập theo cái tham lam sân hận si mê của mình là nó đập kiểu khác. Còn cái lúc nó ngủ là không có cái bản ngã tham lam sân hận si mê gì cả, là lúc đó nó đập đúng nhất, nó thở đúng nhất. Đó. Rồi cái thứ 9 là quá xả, tức là có nhiều người tu hành là thôi, bây giờ là coi như là cái tâm nó không cần biết gì chuyện gì nữa hết. À, bây giờ mà mình gặp Phật á, bây giờ tất cả chúng ta mà gặp Phật á, là mình không biết đó là Phật. Tại vì sao? Vì trong đầu mình cứ tưởng Phật cái lỗ tai phải dài. Ở đây cái cổ phải có cái ngắn. Rồi là cũng mắc phải thế này thế kia. Cho nên bây giờ mình đã thế rồi, cho nên bây giờ mình gặp cái ông đó thấy ông này không phải Phật.
ông này đâu có giống với cái tường cái thơ đâu. Thì mình nó toàn là mình vẽ ra bánh vẽ không à. Thì cái người tôi cũng vậy, tôi là cứ vẽ ra cái bánh vẽ xong rồi mình cố gắng để đạt được cái bánh vẽ đó. Chính phải là mình mở mắt tai mũi lưỡi thân ý ra để mà cảm nhận tất cả mọi cái sắc tân nhân về xuất pháp. Thật ra cái người giác ngộ là người thấy cái hoa đẹp nhất, mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của trời đất. Thậm chí một cái cơn đau cũng đẹp nữa, cơn đau có cái vẻ đẹp của nó. Thì mình nói là mình chỉ thấy được một mặt nào đó, mình thấy cái gì mà mình thích thôi, còn cái gì mình không thích là đồ bỏ. Còn chính ra những cái người giác ngộ là lúc đó thấy mọi sự trên đời này đều là đẹp cả. Tức là nó mở ra cái tầm nhìn, mà cái tầm nhìn đó nó không còn bị cái bản mà che lấp. Thật ra là cái sự tu hành của mình là mở cái tâm của mình ra, để đừng vướng kẹt vào bất kỳ cái gì. Thứ này là chuyện nhỏ, một cái tâm mà rộng mở để có thể thấy được những cái nỗi khổ, chứ không phải chỉ thấy được những cái niềm vui này. Những nỗi khổ cũng trở thành vẻ đẹp của trời đất, của sự sống, thì lúc đó mới thực sự là mình sống thông dong tự tại. Còn nếu mình chỉ chọn lựa những cái gì mà ngon, cái gì mà đẹp, cái gì mà hạnh phúc, thì cái người nào mà chỉ chọn cái gì mà đẹp, cái ngon, cái hạnh phúc nhất trên đời, thì người đó là người khổ nhất trên đời. Họ vẽ ra biết bao nhiêu là cái chương trình, kế hoạch, cái ước vọng đưa đến cái tuyệt đối gì đó của họ, hạnh phúc gì đó của họ. Ai biết được là sống thần nó ập vào một cái là tiêu hết. Cuộc đời là vô thường mà. Thế mà bao giờ mà mình có thể chấp nhận cái sống thần đó một cách tự nhiên? Sống trong đói khổ đó vẫn là tự nhiên. Thì lúc đó mình thật sự là giác ngộ giải thoát. Chẳng phải là tìm cái chỗ nào mà vắng vẻ nhất, mà yên lặng nhất, mà chú ý mình nhất ấy, là mới là thiên đàng, phải là niết bàn, không phải như vậy. Thành đấy, cái niết bàn mà trong đầu óc mình á là cái niết bàn mà mình vẽ ra theo cái dục vọng của mình. Cho nên ông Ô Số ông nói một câu, khi mà thầy nói như vậy đó, thì có một người Phật tử nói là hàng gì ông Ô Số ông nói là niết bàn là một cơn đại mộng, cơn ác mộng. Niết bàn là một cái cơn ác mộng, bởi vì con người cứ chạy đuổi luôn luôn, cứ cố gắng tu hành ngày đêm miên mật để mà cố gắng mà đạt tới niết bàn. Trong khi buông ra thì ngay đây tất cả mọi cái đều là buông ra, cái bạn ngã rồi không có cái gì trói buộc cả, thì tất cả đều là cái vẻ đẹp của trời đất, là đều là niết bàn cả. Cho nên cái niết bàn của mình mà mình đạt được đó là chỉ là ảo tưởng của bạn ngã. Còn trời đất vốn nó là niết bàn rồi, chỉ tại cái bản ngã xen vào mà làm hỏng chuyện cái trơn thôi. Cho nên thầy nhắc lại là thầy nói bản ngã có ba yếu tính. Một á là cướp công pháp, tức là mắt thấy tai nghe thì cho rằng tôi thấy tôi nghe, đó là cướp công pháp không. Thứ hai là muốn được trạng thái này, muốn được trạng thái kia, muốn đắc cái này, muốn đạt cái nọ, đó là ăn trộm pháp. Bởi vì tất cả các pháp, cái đó đều là pháp cả. Bây giờ mình muốn sở hữu, mình muốn sở đắc cái đó là ăn trộm pháp. Và thứ ba là thọc về bên xe pháp. Tức là tham ăn, tham cho nhiều rồi bây giờ đau vô tự, đau đủ thứ. Là đều là do cái tham lam sân hận si mê của bản ngã mà tạo ra cả. Không? Cho nên bản ngã là ăn cướp công pháp, bản ngã là ăn trộm pháp, và bản ngã là xe pháp. Cái thứ 10 này là nôn nóng. Đó, tu là cứ nôn nóng đó, đó. Nôn nóng là muốn mà cho tới. Thầy có một cái chuyện vi tiếu như thế này. Nói cái có một cái người đó hành thiền rất là tinh tấn. Ông hành thiền rất là tinh tấn. Cái ông mới tới ông nói về thiền sư.
ông nói sao mà con hành thiền tinh tấn quá trời đó, mà sao mà chưa thấy niết bàn gì hết. tôi bao nhiêu năm rồi mà tinh tấn hết sức rồi mà sao lại không thấy niết bàn gì hết. Cái vị thiền sư nói là niết bàn là người lạnh, mà người nôn nóng vậy làm sao mà tới niết bàn được. Bởi vì niết bàn nó là người lạnh rồi. Một trong những cái từ mà để chỉ niết bàn là có một cái từ là si ta, có nghĩa là nó người lạnh. Kinh cái đó là nó ngược lại với cái tào cử này. Tào cử tức là cứ bốc lên bốc lên bốc lên, còn bây giờ nó yên, nó người lạnh thì có những cái từ như là tịch tình. Tịch tình tức là nó hoàn toàn vắng lặng. Hoàn toàn vắng lặng. Hoàn toàn vắng lặng đây không phải là, không phải là không có tiếng gió, không phải là không có tiếng chim hót, mà là cái vắng lặng của cái tâm mà không còn một chút phản ứng, không còn một chút bạc ngạ, không còn một cái can thiệp, một cái gì nữa cả. Thì cái vắng lặng đó gọi là Santi. Cho nên gọi là Santi Paramang Sukha, tức là cái tịch tình là ối lạc. Rồi có một cái chữ Sita. Sita có nghĩa là người lành. Người lành tức là không còn nóng nảy, không còn mà muốn được cái này, muốn được cái kia mà hăng say đó, không còn hăng say nữa đó. Thì á, cho nên cái vị thiền sư mới nói rằng biết bạn là người lành mà người nóng nảy vậy sao mà nói biết bạn được. Đó thì cái đó chính là cái niết anh đấy, là cái mà nôn nóng muốn đạt tới niết bàn cho nhanh. Dạ con có hai câu hỏi là giữa hoài nghi và nghi ngờ có sự khác biệt như thế nào. Thứ nhất á, là ví dụ như khi con làm cái gì đó, con cũng hay suy nghĩ mình làm như vậy là đúng hay sai, để mình làm đừng có sai trái. Cái thứ nhất mà con nghĩ nhiều khi cái đó có thể là do tính mình hay vô dự, hay là nhiều khi mình không có cương quyết, rồi đó là về mặt xử thế. Còn bây giờ về mặt ví dụ ngồi thiền thì con có một cái con cũng không biết cái đó có phải là do hoài nghi hay là không, là ví dụ như tại lúc trước thì con chỉ có tự con ngồi thôi, mà con cũng không dám đọc sách, tại vì con đọc sách thì con sợ con bị cái tử nó dẫn trước, cho nên con cứ ngồi. Nhưng mà con cũng ngồi rồi con cũng có để ý, thì có khi con thấy sao con ở trạng thái đó, rồi sau khi thì con lại thấy con ở trạng thái như thế này. Ví dụ như có lúc thấy ủa sao tự nhiên cái hơi thở mình đi mất tiêu rồi, nó đâu rồi. Mà ví dụ cứ được có gì lạ, cái bắt đầu con này thắc mắc con hỏi chứ con không có quan sát. Thì về sau thì con có hỏi thì có vị thấy là ví dụ đó là trạng thái vô trí. Rồi xong thì về sau có một lúc thì con có một cảm giác khi con ngồi á, khi con thấy giống như con á, giống như con là một cái cặp mắt, giống như con là một cái gì đó, con nhìn lại con đang ngồi thiền. Thì con cũng nói sao lạ quá, mà con không dám hỏi ai, tại con tự con ngồi. Thì về sau con mới hỏi thầy, thì có một thầy nói là con tới cái giai đoạn giống như là quán sát tâm. Đó thì đại khái nó nói đúng là nói chung rằng là rồi cũng có một lần con tới giai đoạn kinh an, tức là con ngồi cái sau con thấy một lát con nói ủa sao tự nhiên hai cái tay không cần đụng, mà sao cái chân mình nó đã mất tiêu rồi, vậy chắc cái chân của mình nó bị tê quá rồi không còn cảm giác. Thì về sau thì thầy nói cứ là để ý cái đó chứ đừng có thắc mắc đó. Thì như vậy thì con không biết rằng là con có nên có cái thái độ như thế nào đúng trong những lúc con ngồi, là tại vì thấy có gì lạ cái bắt đầu con lại thắc mắc con hỏi, và sau khi đó thì con lại tự hỏi không biết cái đó là cái trạng thái đúng con nhận thức, hay là giống như con tự con tưởng tượng ra. Thì cái đó của con là hoài nghi hay là nghi ngờ. Cái câu hỏi thứ hai của con là đúng như thầy mới vừa giảng là ở nhà con á thì có ba người tu. Má con năm nay 93 tuổi, mà má con tu từ hồi lúc 70 mấy tuổi, thì giống như chỉ có niệm Phật thôi. Thì bây giờ má con á 93 tuổi rồi, thì lúc trước á, một hai năm trước má con rất là siêng năng, rồi một ngày đọc thời ba thời kinh rồi niệm Phật luôn mà cũng. Mà bây giờ má con chỉ có thích ngủ à, rồi à, mà quên nữa, từ quên nữa thưa thầy. Ví dụ như khi nhiều chị con nhắc má con bây giờ má đọc kinh, thì giờ để cuốn kinh phía trước, cái má con cứ ngồi sách bằng để nhắc má con đọc kinh, không đọc kinh. Nhưng mà chị có một cái rằng là có hai cái cách để chăm sóc mẹ con, mà nhà con cũng không có được lục hòa cái vụ đó.
Tại vì một chị thì để cho mấy người mà hoài không có chịu lo, mình là người tu mà không có chịu lo đọc kinh niệm Phật gì đàng hoàng, cho nên chị con cứ muốn là má con tới đúng giờ là phải dậy, cái gì cũng phải đúng giờ đúng giấc. Tại vì chị con nói cứ tập như vậy đi, cứ dẫn giữ cái thói quen như vậy để nó còn cái thói quen tốt về sau. Thì ra cứ là hai chị em là cứ như vậy hoài. Thì sẵn thầy giảng ở đây thì con cũng xin thầy cho con một cái lời khuyên là nên chăm sóc má con như thế nào. Dạ con cảm ơn thầy. Cái mà cái nghi ngờ với là cái hoài nghi á, cái hoài nghi tức là cái mà mình phân vân nghi hoặc. Thực ra cái tâm hoài nghi này á là ai cũng có hết trơn, nhưng mà chỉ khi nào cái hoài nghi này chỉ cần một yếu tố là nó hết liền, đó là khi mà mình chú tâm vào cái gì ấy, thì nó mới hết hoài nghi. Tức là khi mình chú tâm vào một cái đối tượng nào nhất định á thì nó không còn hoài nghi nữa. Trong đó kể cả là mình an trú trong cái đối tượng là chính nó. Ví dụ như bây giờ là cái tâm mình rộng lặng trong sáng, bây giờ mình chỉ thấy cái rộng lặng trong sáng đó thôi, còn ngoài ra là không còn không cần đối tượng gì nữa khác hết. Bây giờ rộng lặng trong sáng là mình rộng lặng trong sáng thôi, thì nó sẽ không có hoài nghi. Hoặc là bây giờ nếu mình chăm chú vào một cái gì đó thì nó không còn hoài nghi. Tức là khi cái tâm mà nó trú trên một đối tượng thì nó không còn hoài nghi. Khi cái tâm mà nó hướng đến một cái đối tượng nào đó đó thì cũng còn hoài nghi. Ví dụ như thế này, ví dụ như là một em học sinh, hoài nghi tức là thế này này, là bây giờ đang học bài nhưng mà vừa muốn học bài vừa muốn đi chơi vừa muốn học bài vừa muốn đi chơi, tức là nó cứ cái tâm nó cứ chạy qua chạy lại là nó không có đứng yên một cái chỗ nào. Cho nên á, thường thường á, nếu cha mẹ mà hiểu con cái thì bây giờ nó cái tuổi nó phải chơi thì nó cho chơi, mà cái lúc nào chơi thì chơi, lúc nào học thì học còn việc thì á. Nhưng mà bây giờ giả sử như một đứa học sinh mà nó đem bài ra một cái thì nó chăm chú nó học liền, thì tự nhiên nó sẽ mất cái mà phân vân đi. Tức là nó không có hai cái để mà đối chiếu, để mà cứ biết lựa chọn lựa cái nào. Cái phân vân là vậy, cái phân vân nghi hoặc không định, bất an, bất định là cái đó, là cái phân vân nó khác. Còn cái nghi ngờ, nghi ngờ là ví dụ như bây giờ có cái người vô họ nói là họ bị móc túi cho nên bây giờ không có tiền, bây giờ cho họ xin tiền để mà họ mua vé về quê của họ, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình nhìn cái người đấy thì mình là nghi ngờ là người này không thật, thì cái nghi ngờ đó là khác. Cái nghi ngờ đó không phải là cái tâm mà cứ phân vân bất định, mà là tại vì mình chưa biết rõ cái người này là cái gì cho nên mình nghi. Thì cái nghi đó nó khác với cái mà phân vân này. Nhưng mà giả sử như hai cái nó có thể phát sinh đến cùng một lúc, ví dụ bây giờ mình nghi cái người này rồi bắt đầu cái này mới phân vân này, không biết nên cho hay không nên cho. À, lúc đó là cái lúc đó phân vân, tức là cái tâm nó không yên. Thì bây giờ mình nghi là người này là gửi trả, nhưng mà cái tâm mình vẫn quyết định là tâm mình quyết định không cho tôi không cho đi chỗ khác gì. Hoặc là mình quyết định là cho một kệ cho nó có giá gì đó mình cứ cho, thì cái đó là không có nghi hoặc, có nghi ngờ mà no battery please charge. Tức là cái nghi hoặc làm cái mình phân vân không biết làm cái gì, còn nghi ngờ tức là mình chưa biết được cái đó là đúng hay sai. Thì cái đó là cái nghi, hai cái đó có thể là nó sẽ cùng đến một lúc, nhưng mà mình phải phân biệt ra được hai cái đó nó khác nhau. Cái nghi ngờ thì là đúng, nhưng mà cái phân vân thì làm cho mình bất an. Chứ còn cái nghi ngờ thì đúng, bởi vì người này mình biết là người nói thật cái giả mình nghi thôi. Ví dụ như thế này, bây giờ mình mất cái món tiền, mình mất cái món tiền, nhưng mà mình là trong trong bụng là mình
mình nghi là một người trong cái phòng này lấy. Thì cái nghi đó là nghi ngờ. Nhưng mà thực ra nói là khi mà nói là có một người nào trong phòng này, nhưng bây giờ nói là người này lấy, thì cũng thì lại là sinh ra phân vân, không biết có đúng hay không. Thì lúc đó cái nói lại là nghi hoặc. Thành ra cái giữa cái nghi ngờ và cái nghi hoặc là nó khác nhau. Phải không? Thấy rõ chưa? Còn cái trường thứ hai á, thì nó có hơi khó một chút. Là bởi vì á, thực ra mình phải phân biệt, mình phải thấy rõ, phải quan sát để cảm thông với cái người lớn tuổi. Thực ra cái người lớn tuổi á, có những cái mà nó là nhất định, tức là do cái trạng thái nhất định của cái người lớn tuổi. Ví dụ như là khi cái người mà lớn tuổi thì có thể là cái giờ giấc ngủ của họ nó khác, nó thay đổi cái đồng hồ sinh học. Thay vì là ngủ ban đêm thì ban đêm họ lại là ngủ được, cho nên nó bù lại thì ban ngày họ lại ngủ. Do đó mình phải quan sát để mà thông cảm với cái người lớn tuổi. Cũng đừng có bắt là cái người đó phải theo cái giờ giấc này kia, bởi vì giờ giấc là có thể là cái lúc mình trẻ là mình cũng theo cái giờ giấc đó được, chứ còn bây giờ là lớn tuổi rồi mà bắt phải theo đúng giờ giấc như thế này thế kia thì không được. Với lại á, là mình chỉ nhắc nhở thôi, mình nhắc nhở để cho người đó từ phát tâm tự làm thôi, chứ đừng có ép. Không nên ép, cho dù là niệm Phật cũng ép, mà mình chỉ nhắc để cho cái người đó, hoặc là mình có một cái động thái gì đó để làm cho cái người đó là nhớ đến cái chuyện niệm Phật, hay là hứng thú trong cái chuyện niệm Phật. Tức là mình làm sao đó, nhưng mà phải là lắng nghe, quan sát cho thật là rõ ràng, để mà mình phải thực sự cảm thông với cái người lớn tuổi. Chứ đừng có làm theo ý mình, làm theo ý mình khác. Mình còn trẻ là mình khác hẳn, cái người lớn tuổi nó khác hẳn. Người lớn tuổi có khi cái cơ thể của họ là trí nhớ kém này, trí nhớ là những kém, mà cái kém đó là do cái những cái tế bào não này nó bắt đầu nó lão hóa đó. Những cái hệ thần kinh nó bị lão hóa rồi thì lúc đó là nó cái đồng hồ sinh học nó thay đổi. Do đó là từ cái ăn uống cho đến ngủ nghỉ cho đến những cái hoạt động á, thì đến đôi lúc á, nó sẽ bắt đầu dần là nó sẽ đưa vào một cái đời sống thực vật. Thành ra nghĩa là nó thực vật hóa cái đời sống của mình. Nhưng mà có một cái điều này là quan trọng này. Thực ra không quan trọng lúc tuổi già, mà nên lúc tuổi trẻ lo tu đi, mà là đúng hơn. Thế đừng khuyên người già tu, mà là tuổi trẻ mới lên đấy. Có một cái điều mà người ta nhầm lẫn rất là lớn. Người ta tưởng rằng là mình định đoạt được cái chết của mình, tưởng rằng là mình có thể định đoạt được cái cần tự nghiệp của mình. Đó là một sai lầm. Cái cần tự nghiệp là hoàn toàn tùy thuộc vào quá khứ. Quý vị nhớ giùm nghe, cần tự nghiệp là hoàn toàn tùy thuộc vào quá khứ, mình không có làm gì được lúc đó hết. Bắt cái cần tự nghiệp nó phải tốt hơn là không thể được. Nhưng mà bây giờ nếu là cần tự nghiệp là do quá khứ đó, khi mình biết như vậy đó, thì là giả sử cho một người mà người ta giác ngộ ngay cái điều đó từ khi mới sinh ra, thì người ta đã lo làm tốt rồi. Cho nên đến khi mà chết đó, thì cái tốt của cái quá khứ đó nó sẽ xuất hiện lại trong cái cần tự nghiệp này. Bởi vì cần tự nghiệp đó, là giống như một cái cuốn phim. Và cuốn phim này rất là kỳ lạ, nó quay lại cái cuộc đời của mình. Trong quá khứ mình làm cái gì là nó sẽ quay lại, nhưng mà nó cũng phải là quay lại 100%. Nó có thể quay lại cái gì mà mình nhất. Ví dụ như mình, mà cái đó là nó tùy thuộc vào cái chuyện giả sử trong cái đời sống của mình đó, là lúc đầu thì mình có làm xấu,
Nhưng mà sau đó là mình lại là thấy ra rồi, cho nên mình tu hành rất là tốt. Thì những cái tốt này là rất là mạnh, rất là mạnh. Cho nên đó, bây giờ cái mạnh của cái quá khứ đó nó mới ảnh hưởng vào cái cận tội nghiệp. Do đó, đó khi người đó chết đó, thì một cái hình ảnh tốt nào đó trong quá khứ đó nó hiện ra, hoặc là nó hiện ra một cái đoạn phim nào đó. Nếu cái đoạn phim đó mà nó là hiện ra một đoạn phim tốt lành trong quá khứ thì tốt, nhưng mà nếu nó hiện ra một cái đoạn phim mà xấu trong quá khứ thì là xấu. À, nhưng mà nó có cái này, không thay đổi được cái cần tội nghiệp đó. Nhớ dùng đó, không thay đổi được cái cần tội nghiệp đó, nhưng mà thái độ thì được. Tức là lúc đó đó, cho dù thấy tốt hay là thấy xấu, chưa chắc thấy tốt đã là tốt. Ví dụ như khi mình thấy một cái việc gì tốt, cái đâm ra mình lại là ngã mạng, phải không? Ví dụ như mình quay lại một cái cuốn phim, thấy mình làm một cái việc tốt, cái đâm ra mình ngã mạng thì lúc đó là xấu, phải không? Nhưng mà nếu như một cái xấu mà nó lại đến, mà cái tâm mình lúc đó lại là thấy rõ, à, tức là cái tâm mình là bình thản, thấy rõ cái xấu đó, thì nó lại tốt. Cho nên đó, cái tốt là từ cái thái độ của mình, chứ cái tốt không phải là cái nghiệp quá khứ đâu. Còn giả sử như một cái người cái lúc lâm chung á, mà là cái người đó lại không, cái thái độ của người đó là không có thái độ, cái thái độ của người đó là có cái quá yếu, không đủ sáng suốt trong lần cái tâm sáng á, thì lúc đó hoàn tùy quá khứ đó, nghiệp quá khứ nó dẫn dắt đi đâu, tiếp sau phải đó. Chỉ có cái người á, may ra cái người mà có tu hành mà tính niệm tính giác này, thì lúc đó đó là thấy cái gì mà kệ, không cần biết, thấy cái gì thì cái tâm vẫn là trong sáng là được. Có một cái bà đó, bà là một cái Phật tử mà tu hành cũng rất tốt, làm phước cũng rất nhiều, thầy biết cái bà đó. Thì có một lần là bà rơi vào một tình trạng là hấp hối, nhưng mà sau đó là chưa tăng đến tụng kinh thì lại là, bởi vì bà này đức tin mạnh, cho nên khi chưa tăng tụng kinh, cái này là nó ở chùa đây cũng gặp nhiều trường hợp, tức là nhà thương trả về rồi, nếu là về là bây giờ là coi như là chờ để chết thôi. Mà chưa tăng tụng kinh một cái rồi là sống thêm 10 năm mình vậy là đó, tức là cái tâm của nhờ cái tâm người đó, cái tâm người đó mạnh. Thì cái bà tám này á, chưa tăng đến tụng kinh cả, thì bà lại tính lại, sống lại. Bà sống lại á, thì bà mới kể rằng là bà rơi vào cái tình trạng đó nhiều lần, nhưng mà mỗi lần vừa khác. Tức là có lần á thì thấy toàn cảnh xấu, có lần á thì thấy toàn cảnh tốt đó. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là cái tâm mình, cái thái độ của mình lúc cái thấy cái xấu cái tốt đó đó. Ví dụ bây giờ thấy cái tốt mà mình tham, hay là cái thấy cái xấu rồi mình sân, thì tức là thái độ sai rồi. Chứ mà làm sao mà lúc đó nó cái cần tốt nghiệp á, là cái đó nó là một cái giống như cái máy móc á, tức là nó do cái hoạt động của cái nhân quả nghiệp báo như đó, cho nên đến lúc đó là nó sẽ xuất hiện ra cái đó. Khi nó xuất hiện cái đó thì cái tâm ăn thua cái tâm của mình đó. Cho nên á, nếu mà mình có trợ duyên, nhưng mà cái trợ duyên đó nó phải hợp. Ví dụ như cái bà mà tín nữ đó đó, là vì có rất nhiều đức tin ở chư tăng, cho nên khi nghe chư tăng tụng kinh cái là tỉnh lại và thoát ra khỏi cái cần tu nghiệp một lần. Nhưng mà ví dụ như có một cái người đó là từ hồi nào giờ là biết chư tăng tụng kinh, bây giờ đó thấy chư tăng tới tụng kinh một cái đó là cái tâm người đó lại còn nổi sân lên nữa là cũng chết nữa. Cho nên chưa hẳn đã tới là niệm Phật hay là tụng kinh mới đúng. Cho nên đó, cái đó không nói được.
Do đó mình phải rất là nhẹ nhàng, tức là làm sao mà mình chỉ gợi ý, mình chỉ gợi ý để giúp cho cái người đó tỉnh thức là được. Chứ đừng có quá gượng ép vô, mình cứ quan theo kiểu mình cứ tới rồi kéo nhau tới thôi, niệm Phật quá trời quá đất. nhưng mà niệm Phật cái làm người ta nổi tức lên nữa là người ta còn đi địa ngục nữa mình nữa. Trời, bây giờ nếu như là các Phật tử mà nghe thầy giảng một khóa rồi thì nên vào trang web rồi xem thêm, ai có điều kiện thì vào trang web xem thêm, hoặc là thầy sách nào mà thầy ra được những cái dạng này thầy sẽ cố gắng là ra sách để cho mọi người có thể khi đọc lại thì nó sẽ thấy rõ ra, hoặc là nghe đĩa những cái buổi giảng như thế này là có thâu băng cho nên có thể là nghe đĩa lại, nghe rất nhiều lần, có khi nghe một lần rồi mình mới hiểu được một chuyện, nghe thêm nữa rồi lại hiểu chuyện khác. Bởi vì thực ra là tại vì như thế này, thầy nói cũng hơi nhiều, tại vì cả cái Phật pháp bao la này mà thầy vô có trong 7 buổi giảng thôi thì là nó cũng hơi ép đó. Cho nên là cũng mệt. Vì vậy cho nên là cứ từ từ, nhưng mà cái chính là nghe rồi đọc rồi này kia để cho thông suốt ra. Cái hành đó nó tùy thuộc vào cái thông suốt đó, cái sự là nó tùy thuộc vào cái thấy ra được cái lý thì cái sự nó đi theo cái lý. Thế còn nếu mà mình cứ hành mà mình không thấy được cái lý, chưa thấy được, cũng hiểu được cái đúng sai, thì ví dụ như mình không thấy được cái lý thì vô cái lạc cái là ai mà tôi cũng muốn ăn lạc, phải không? Tôi mà muốn ăn được ăn lạc cái là thấy thích rồi, nhưng mà ăn lạc lại coi như bị chìm đắm. Do đó cái lý mình nắm được cái lý rồi thì mình không có sợ sai lầm. Còn nếu khi mà thầy mở cái khóa khác, mà thầy sẽ mở cái khóa thầy sẽ giảng lại. Cho nên là có thể là hôm nay mình nghe một khóa mình chưa hiểu, khóa sau mình có thể là đi học lại. Khóa sau thì có lẽ là phải cuối tháng 6 thì mới mở lại được. Tại vì mà để thầy coi cái đó thì thầy sẽ thông báo trên trang web. Người tu trước khi mà mất, trước giờ mà lâm chung, trước giờ mà mất á, thì biết trước giờ ngày thì có một nguy cơ là biết giờ ngày tháng, thì sau khi cô mất rồi cô có sống lại, mất lúc sáng, lúc 4 giờ sáng, lúc 4 giờ chiều cùng ngày cô sống lại. Như vậy thì theo như Phật tử, hàng Phật tử tu tại gia của chúng con á, nghĩ cái đó là một cái tưởng tượng, cái hoang tưởng mà thông báo cho rất là nhiều Phật tử tới mà để niệm Phật ấy. Cái ngày đó chúng con cũng có tới, thì cái đó sao con mong thầy giải đáp cho nghe. Sống chết rồi sống lại chính mắt con thấy luôn, và đây cũng có một người bạn của con cũng cùng đi theo nữa, tụi con có chứng kiến ngày đó luôn. Mới hồi năm ngoái chắc sư phụ cũng biết, sư phụ chắc nghĩ là sư phụ biết rồi, và không xin hết. Cái đó vậy cũng biết trả lời sao. có nhiều người thì họ tiên đoán được cái chết, ví dụ như ngài hồ nhẫn là ngài biết trước, mặc dù ngài cái chết đó là ngài bị xe đụng chết, thì cái đó là do cái nghiệp, cái đó nói được, thầy đã nói rồi đó. Cái cần tự nghiệp là cái nó do cái nghiệp quá khứ, chứ không phải là có người nói là sao ngài tu hành cả đời mà tu hành một cái nói là tuyệt vời, như là cái đức tu của ngài là tuyệt vời, nhưng sao là chết là bị xe đụng chết. Cái chuyện xe đụng chết là cái chuyện đó là cái cần tự nghiệp đó nó không thể nói được, thì do cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà ngài biết trước, ngài biết trước, và khi ngài chết thì ngài rất là tỉnh táo,
mà bị đùng xuống vì đầu rất là nặng, nhưng mà ngài vẫn đứng dậy sửa y đồ đàng hoàng, biểu cái người mà người đùng xe đó biểu đi đi, nó đi đi. Xong rồi á là ngài nằm xuống lại với một tư thế rất là đàng hoàng và tịnh. Mà trước đó là ngài đã nói trong chùa đó, trước đó là ngài đã nói trong chùa, trước đó rất lâu thì là ngài nói với thầy với là mấy sư lên thăm ngài thì ngài nói thì thầy mới can rồi nó khoan là ngài ngoài quan tịch, bởi vì ngài là cái vị tăng trưởng mà chúng con là nương nhờ đến cái đức độ của ngài, bây giờ ngài tịch đi là không được, rồi con xin thỉnh lại nhưng mà không được. Rồi thì đến khi mà cái buổi sáng mà ngài đi đó, phải đi khất thực đó, thì ngài nói là nếu như là tới cái giờ đó mà ngài không về đó, thì là đi dẫn ngài về. Thì đúng là tới cái giờ đó đó là nghe báo là ngài bị đụng xe ở ngoài đó, thì ông chùa mới ra mới là đưa ngài về chùa. Thì đó là cái mà do cái tâm cảm ứng Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, con kính cảm ơn ngài, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Hồng Nhật cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin quý vị trong đạo tràng lắng đồng thanh tịnh cùng với Metta đọc kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc kinh lễ bái Tam Bảo hôm nay ạ. Sa ye ka me cha ru be gi ri si kha ra ta te chánh ta lịch chê quý ma nê đi bê rắc thê cha ga mê ta ru wa na ga nê ghê á quát thâm mỹ khách tê phùng ma cha danh tu đề hoa cha la ca la quý sa mê giác ca gành thập ba na ga tiết thành ta sanh tí kê dân mu ni wa ra wa cha năng cha tha vô mê su nan tu tham mặt sa wa na ca lô a dân pha đàn ta tham mặt sa wa na ca lô a dân pha đàn ta tham mặt sa wa na ca lô a dân pha đàn ta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền, hoặc nơi hư không ngự nơi còn bãi đất liền, hoặc các châu quận ngự trên cây cối rừng rậm, hoặc luôn vườn chư dạ xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe Phật bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe Phật bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe Phật bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem mắt đồng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Hoa đó, ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
con đem hết thành kính làm lễ Đức Phá Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Iti bi so pha ra hòa a ra hằng, Đức Thế Tôn hiệu a ra hằng, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tập thân vật hậu của Ngài đều được trọn lành. Samma Sambuddho, Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Uccha Charana Sambanno, Đức Thế Tôn hiệu Uccha Charana Sambanno, bởi Ngài toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh. Sugato, Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt, đại niết bàn. Lokavido, Đức Thế Tôn hiệu Lokavido, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh không ai bì. Purisathammasarathi, Đức Thế Tôn hiệu Purisathammasarathi, bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha-de-wa-manut-sa-năng, Đức Thế Tôn hiệu Sattha-de-wa-manut-sa-năng, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddha, Đức Thế Tôn hiệu Buddha, bởi Ngài giác ngộ đi tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phá Ga Hoa Ti, Đức Thế Tôn hiệu Phá Ga Hoa, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nạp thi mê sa ra năng anh nhân quốc thổ mê sa ra năng quá răng. Ê tê na sát cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Swakato Phagavata Thammo, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thammo là pháp thanh có chính hạt, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sandittiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc, bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng quả cho kẻ khác biết được. Obanajiko là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Bắt chất tăng quê đi tập bồ huynh nhu hi là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết, được thấy từ nơi tâm. Nati mê sa ra năng anh nhân thâm mô mê sa ra năng quá rằng. Ê tê na sát cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng gà lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải lòng thành kính mà nâng theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Subhati Bano Phagavato Savakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chẳng y theo chánh pháp. Ujubati Bano Phagavato Savakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chẳng y theo thánh pháp. Ngaya bati bano phagavato sa wakasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn,
là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti bàn nô pha ra qua tô sa qua ca sẵn khô. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài là tu theo phép giới định tuệ. Gia đi đằng chắc tà ri bu ri sa yu gà ni. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc tăng đà đặc đạo cùng quả tu đà quật. Tăng đà đặc đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đà đặc đạo cùng quả a na hàm. Tăng đà đặc đạo cùng quả a la hàm. Attha bu ri sa bu ga la. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc tăng đà đặc đạo tu đà quật. Tăng đà đặc quả tu đà quần, tăng đà đặc đạo tư đà hàm, tăng đà đặc quả tư đà hàm, tăng đà đặc đạo a na hàm, tăng đà đặc quả a na hàm, tăng đà đặc đạo a la hán, tăng đà đặc quả a la hán. Ê sa pha ra qua tô sa qua ca sanh khổ, chư tăng ấy là các bậc kinh văn đệ tử Phật. A hu nay vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tính thí ở phương xa, đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Ba hồ nay vô, các ngài đang thọ lãnh của thí mà họ dành để cho thân nguyện cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng các ngài. Đặc khi này vô, các ngài đang thọ lãnh của tính thí tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh chả ly cá ra ni vô, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anut ta răng quân nhạc khách tăng lô cát xa. Các ngài là phước điện của chúng sanh không thâu bị kiệt. Nát thi mê xa ra năng anh nhàng sang khổ mê xa ra năng quá răng. Ê tê na sát cha quách chê na hồ tu mê cha gia mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý bảo. Nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quạnh đà mi chê tí dân sắp bằng sắp bát thà nê su bát tích thi tăng. Sa ri ri ca thà tu ma ha bồ thình. Quốc tha đồ bằng xa ca lăng xa đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mầm hi cha rằng anati tô. Pha già thi thầm mầm hi pha già thình anati tô. Marana tham mom hi maranang anati to. Sắp bê hi mê bi dê hi mana bê hi na na pha wo. Vi na pha wo. Cầm mắt sa com hi cầm ma da ya do. Cầm ma yo ni cầm ma bành thô. Cầm ma ba ti sa ra no. Dân cầm măng ca ri sa mi can ya năng. Qua ba ba căn qua tát sa đa ya đô pha huyết sa mi ê quăng âm hê hi a phịnh hằng bắt cháu quét khi tập bằng. Thế tôn lời giải tỏ tường năm điều quan tường phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục qua căn tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến. Ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tộc sau tạo ra tự mình theo ta như bận theo hình. Ta thọ quả bao phận minh kết thành. Sắp bê sát ta á quê ra hôn tu su hi ta hôn tu nít đúc kha hôn tu áp gia bách cha hôn tu á ni kha hôn tu đi kha du kha hôn tu á rô ga hôn tu sâm bát tì hi sa mất chan tu su khi á ta năng
haran tu dukkha patta janit dukkha phaya patta janipaya soka patta janis soka hon tu sabbe bibha nino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ đến sự kinh sợ rồi. Xin đừng cho kinh sợ đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Bây giờ xin quý vị trong đạo tràng cùng giới mê ta mặc để xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Uka sama yang phan tay quý sông Rakkanata yati saranay nasahaban yasila niya chama. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dầm bi ma dằn phàn tê quý sông quý sông Rakkanata yati saranay Na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sung quy sung Rakkhanatha ya ti sa ra ne Na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con kính dân mít đến Ngài và xin Ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Ngài thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Giờ nghe nhỏ nè. Dạ, theo sự chỉ dạy của Ngài Chí Đức, con xin được phép đại diện Chư Tôn Đức Tăng để truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Bồ Tát hạng sa gan năng gạch cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Phật. Thẩm mang sa gan năng gạch cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Pháp. Sang khang sa gan năng gạch cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Tăng. Tu ti dâm pi Bồ Tát hạng sa gan năng gạch cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Phật lòng thứ nhì. Tu ti dâm pi thẩm mang sa gan năng gạch cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Pháp lòng thứ nhì. Tu ti dâm pi sang khang sa gan năng gạch cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Tăng lòng thứ nhì. Ta ti dâm pi Bồ Tát hạng sa gan năng gạch cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Phật lòng thứ ba. Ta ti dâm pi thẩm mang sa gan năng gạch cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm pi sang khang sa gan năng gạch cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ ba. Con kính lãnh lễ sư Pháp Trang và con xin thọ tam quy. Bụt thằng sa ra nàng gạch cha mi,
con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thâm mạng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi buốt thằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhị. Đu ti dầm bi thâm mạng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhị. Đu ti dầm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhị. Ta ti dầm bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thâm mạng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng pa ri pun năng phép vi tam bảo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Panatipata veramane sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana veramane sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame samecha chara veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musavada veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sorame rayamacha pamadathana veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Anapibata veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musavada veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayamacchappamadathana veramani sikha badang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imane pancha sikha badane satu kankatwa apamade nane chakalang sammarakitapang, chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo, các vân giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Ma phàn tê, và chúng con xin vâng. Thị lê na sô kê tên gian tí, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Thị lê na phô ca sâm pa đa, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới.
Chị Lê Nên Niệp Phật Trình dành tri các chúng sanh được giải thoát Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Tasma Si Lăng Vi Sô Tha Dê, bởi các cây nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch, đừng để lâm nhờ. Sa thú lành thai. Và tiếp theo đây con xin đọc phần sám hối. Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamang ghê na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng quá rút ta mang. Bút thể vô khá lý tổ đồ sổ bút thổ khá má tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vị chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề thâm mạnh cha đô vi thằng qua rằng thâm mê vô kha li tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật là Phật học và Phật hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin sám hối. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sáng khanh cha đô vi thốt ta mang. Sáng khệ vô khá lý tô đô sô sáng khô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo. Dạ, con xin sám hối. Là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi sinh tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít cho sư, để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Ovatusa pamangkalanga kantusa padevata sa papothanupave nasada sati pavantute pavatusa pamangkalanga kantusa padevata sa pathammanupave nasada sati pavantute pavatusa pamangkalanga kantusa padevata sa pasangkam. Nô pha vê na sa đa sa thê pha văn tô thê, tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ hoài đơn của chư Phật, do nhờ hoài đơn của giáo pháp, do nhờ hoài đơn của chư Tăng. Các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Hoa cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong giáo viên cả thải. Siết gia chân na ra ta siết tâm ma ta siết tâm ma ta siết tâm ma ta e đằng pha lăng e ta min Natayasmin Sambasadana Cheta Sô. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho đưa thành tu mỹ mãn, cho đưa thành tu mỹ mãn, cho đưa thành tu mỹ mãn. Sa thú lành thai. Akasata chapum matha de wanaga matika bun yang no anumo dan tu chi rang rakhan tu sa sa nang. Akasata chapum matha de wanaga matika bun yang no anumo dan tu chi rang rakhan tu no garo. Akasata chapum matha de wanaga matika bụng nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rạc hành tu nhà ta vô a ca sát tha chấp phụng mát tha đê hoa na ra mát thi ca bụng nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rạc hành tu ba ni nô
Akasatha chakum matha dewa naga matika bun nhân nô anu mô đàn tu chi hằng rạch cành tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phước đều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu về quyển thuộc tranh cõi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thủ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hậu vô sanh. Dằng kinh chi cu sa la cam mang cách tắp bằng kỳ ri dằng. Ma ma ca ye na hoa cha ma na sa ti đa se su ra tăng ca tăng. Ye sát ta san nhi no ap ti ye cha sát ta san nhi no. Ca tăng vô nhà phá lăng mây hàng sắp bê phá ghi phá hoàn tu tê. Dê tăng ca tăng su quý đi tăng đinh năng buôn nhã phá lăng ma già dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gần tòa ni quê đã dùm sắp bề lô cầm hi dê sắp ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bề la phạm tu ma ma chê ta sa à, tí. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng, nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là Phật trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng. Đến hầu mắt ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắc cùng. Chúng sanh hoan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ôn dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bảo cúng dường quá thành thực phẩm mùi hương thọ lầm. Y đặng vô nhà tì năng hồ tu su khi tạ hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vạn thường hưởng công đức này được thọ sanh nơi lạc cảnh. Y đặng quá ta mê buồn nhân à sa quắc khá già quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là muốn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Đại Đức Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới ạ. Phước báo nào có được trong ngày hôm nay, con cũng kính dâng đến ngài Trị Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Nguyện cầu cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm đạt được đạo quả giải thoát. Con cũng kính dâng phước này đến đạo tràng Pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý vị luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ và con kinh dân mít trở lại cho đạo tràng ạ. Sa thủ Sik Mita. Hôm nay Sik Mita sức khỏe không được tốt nhưng mà đã thể hiện rất là tốt trong cái phần lễ bái tam bảo thọ trì quy giới. Sa thủ rất hoan hỷ. Cái lễ để đọc trang, cái lễ chư tôn thiền được tăng, kính chào quý cô tu nữ,
Xin chào chư thiện nam tín nữ. Chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 81 ha. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kuttamo Sappagaru Hichetako Lo Kassasattha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanayakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân luân thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ tát ta sát sát thu nô lô ca nam man tha sa vi na ca rô cô sát bần nhu bút thấp bát đi phụ thi sanh nhát tô quanh đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi nhiên vàng như lai soi sáng vẹt màng vụ minh phá tan làm đặc dụng sinh đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô su ga ta sa sa quá cô sét kha su ca mô quá ra thầm bá sét kha cô nền đà bá sang sa đi a na đá rô quá rô quanh đà má hành tầng đá ra phù. Cha này giác cần Tăng Bảo Thiên Văn Bạc Đà tam học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp phàm gian ai bì. Con xin đảnh lễ Tăng Hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất thành hát thế giới tê nát sức khà mê ê tú á thanh năng tá xà bí a nú phà quê nát sá hát xà dê nát sức chặt tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấm hoa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 81. Alo, âm thanh quý vị nghe rõ không ạ? Lớn, nhỏ hay là vừa? Alo, âm thanh nghe được chứ ha? Rồi, sa thú để được pháp tràng. Rồi, hoan hỷ. Vậy là hôm nay đường truyền tốt ha. Rồi, chúng ta học ha. Câu Phật ngôn 81. Sê lô yát tha e cắt khá nô. Sê lô yát tha e cắt khá nô. Sê lô yát tha e cắt khá nô. Câu số 2. Wa te na na sang. Gì vậy? Sammi ra tí. Xin lỗi nha. Mắt hơi mờ rồi. Wa te na na sammi ra tí. Wa te na na sammi ra tí. Và tề na na sa mi ra tí ha. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này. Sê lô ya tha e cắt khá nô. Và tề na na sa mi ra tí. Sê lô ya tha e cắt khá nô. Và tề na na sa mi ra tí. Sê lô yá tha e cắt khá nô. Và tê na na sa mi ra tí. Rồi bây giờ qua câu số 3. E quăng ninh đa bá sang sa su. E quăng ninh đa bá sang sa su. E quăng ninh đa bá sang sa su. Và câu cuối.
Na sa minh chan ti ban đi ta. Na sa minh chan ti ban đi ta. Na sa minh chan ti ban đi ta. Rồi ôn lại câu 3 câu 4. Ê quang ninh đa bát sẵn xa xuống na sa minh chan ti ban đi ta. Ê quang ninh đa bát sẵn xa xuống na sa minh chan ti ban đi ta. Ê quang ninh đa bát sẵn xa xuống na sa minh chan ti ban đi ta. À, bây giờ chúng ta ôn lại chương 3. Lô yát tha e kha nô qua tê quang ninh đa bát sẵn xa số na sâm minh chân anh đi ta sa e các kha nô qua tê na na sâm mi ra tí e quang ninh đa bát sẵn xa số na sâm minh chân thì bắn đi ta sẽ lô yát tha e các kha nô qua tê na na sa mi ra ti e quang nên đa ba sẵn sa su na sa minh chan ti ban đi ta. À quý vị thấy câu này cuối câu số 2 nó là một đoạn âm, vậy thì chúng ta nếu mà có hơi sức thì đọc liền một hơi ha. Còn quý vị mà cảm thấy rằng hơi mình không được dài thì quý vị có thể dừng lại nơi trường âm. Sê lô giá tha e gắt khá nô hoa tê na na sa minh sa ti e quăng. Quý vị có thể dừng lại e quăng ha. Dừng lại chữ e cũng được, dừng lại chữ quăng cũng được. Rồi quý vị tiếp tục ha. Như vậy đó là cách đọc và chúng ta trường âm và đoạn âm phải nương nhau. Bây giờ đây là một câu tám từ. Trong cái lối đọc kệ thì chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu ha. Sẽ lô gia tha e các hà nôn hoa tê na na sa mi ra ti ê quang ninh đa ba sang sa su na sa minh chan ti ban đi ta sẽ lô gia tha ê các kha nô qua tê na na sa mi ra ti ê quang ninh đa ba sân sa su na sa minh chan ti ban đi ta. Không có hơi mà cũng phải ráng đọc lần thứ ba. Sẽ lô gia tha e ca ca nô qua tê na na sa mi ra ti ê quang ninh đa ba sân sa su na sa minh chan ti ban đi ta. Như đá tảng kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khăn che người trí không dao động. Rồi alo, chiếc máy ta này, chiếc Hà, chiếc Kim Nhung. Hôm nay chiếc Kim đưa tay chậm thua chiếc Hà rồi nha. Rồi, vậy là có vấn đề. Rồi, xin mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ.
Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 81. Xê lô giá tha. Dạ con đọc lại nó nhảy rồi. Xê lô giá tha ê cắt khá nô hoa tê. Na na sa mi rát ti ê quang ninh đà ba sang sa su. Na sa mình chanh ti bành đi ta. Dạ con xin đọc lại lần nữa. Xê lô giác giá tha ê cắt khá nô hoa tê. Na na sa mi rát ti ê quang ninh đà ba sang sa su. Na sa mình chanh ti bành đi ta. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xê lô là hai trường âm thông thường. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường. Ê trường âm thông thường. Cắt trường âm nhấn. Khá đoạn âm nô trường âm thông thường. Qua tê hai trường âm thông thường. Ná, ná, xá là ba đoạn âm. Mi trường âm thông thường. Rá tí hai đoạn âm. Xê lô giá tha ê cắt khá nô hoa tê. Na na sa mi rát ti. Con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường. Quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ninh trường âm nhấn. Đa trường âm thông thường. Bá đoạn âm. Xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa trường âm thông thường. Sú. Ná, xá là ba đoạn âm. Minh, chanh là hai trường âm nhấn. Tí đoạn âm, banh trường âm nhấn. Đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ê quăng nin đa ba sang. Sa su na sa minh chanh tí banh đi ta. Con đọc lại. Xê lô giá tha ê cắt khá nô hoa tê. Na na sa mi ra ti ê quăng ninh đà ba sang. Sa su na sa minh chanh ti bành đi ta. Xê lô giá tha ê cắt khá nô hoa tê. Na na sa mi ra ti ê quăng ninh đà ba sang sa su na sa minh chanh ti bành đi ta. Như đá tảng kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Xê lô gia tha ê cắt khá nô qua tê na na sa mi ra ti ê quăng ninh đa ba sang sa su na sa minh chánh ti bành đi ta. Dạ con đã đọc xong kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Bà, dạ Nam Mô San Khai, dạ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con hôm nay con mong muốn lên trước cô Kim. Con cũng có chí ứng, dạ con xin trả bài câu pháp cú 81. Xê lô yát tha ê khắc kha nô hoa tê na na sa mi rát tí ê quăng ninh đà ba sang sa su na sa minh chan tí bàn đi tà. Xê lô yát tha ê khắc kha nô hoa tê na na sa mi rát tí hoa tê na na sa mi ra tí ê quăng ninh đà ba sang sa su na sa minh chan tí bàn đi tà. Như đang
như đá tảng kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khang chê người trí không dao động. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin phân tích. Xê lô là hai trường âm thông thường, giá đoạn âm tha trường âm thông thường, ê trường âm thông thường, khác trường âm ngắn, khác đoạn âm nô trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, qua tê hai trường âm thông thường, ná ná xá ba đoạn âm, mi trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, xê lô dắt tha ê khắc gá nô, qua tê ná ná xá mi rá tí ê trường âm thông thường, quan trường âm đập từ giọng nguyên âm, nên trường âm ngắn, đa trường âm thông thường, bá đoạn âm, sang trường âm đập từ giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, xú ná xá ba đoạn âm, mình trường âm ngắn, chà trường âm ngắn, tí đoạn âm, ban trường âm ngắn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường, ê quăng ninh đa ba sần xà su nán sa mình tràn tí bàn đi tà. Còn xin đọc lại. Xê lô dắt tha ê khắc kha nô hoa tê ma ná sa mì ra tí ê quăng ninh đa ba sần xà su ná sa mình tràn tí bàn đi tà. Còn xin kể. Xê lô yát tha e khắc kha nô hoa tê na na sa minh ra tì e quang minh ta ba san sa su na sa minh chán tì ban đi ta, như đảng tất như đá tảng kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai, xin ngài và đại trà chấm sữa, con sẽ cho mất ngài cho con nhờ. Con xin kính chào sư ký đức sư Pháp Trang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Ai, mấy người đây, một, hai người nghe, hai người nghe, đang người nghe, một, hai, ba. À, ba người nghe và đủ rồi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 81. Cảm ơn Tâm Hạnh đã phát bài lên. Trời ơi, trong máy nó nhỏ lắm. Tôi ít khi nào kêu dồn vô trong cái stream đó. Nhưng mà cảm ơn ấy rồi. À, con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 81. Xê lô giá thá e khắc Kano wa te nanasami rati e wang ninda ba sang sa sunasamin chan ti pandita. Se lo yata e kakano wa te nanasami sati we wang ninda ba sang sa sunasamin chan ti pandita. Như đọc thứ chữ nào đây? Rồi rồi coi. Se lo so yata e kakano wa te nanasami ra ti e wang ninda pa sang sa sunasamin chan ti pandita. Phân tích câu 1 và câu 2. Se lo hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha e hai trường âm thông thường, khắc trường âm ngắn, khá đoạn âm, no trường âm thông thường. Phân tích câu số 2. Wa te hai trường âm thông thường, ná ná xá ba đoạn âm, ni trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Xê lô giá thà e khắc khá nô hoa tê na na sa mì rá tí e hoàng ninh đà ba sàng xà su na sa mình chành tí phành tí ta.
Se lo ya e kak kano wa te nanasami rati e wang ninda pasang sa sunasam min chan ti pan di ta. Phân tích câu số 3. E trường âm thông thường, quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nin trường âm ngắn, đa trường âm thông thường, bá đoạn âm, san trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, chú đoạn âm. Phân tích câu cúng cùi hai câu cuối cùng. Ná xá hai đoạn âm, minh chanh hai trường âm ngắn, tí đoạn âm, tanh trường âm ngắn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. E quang ninh đa bát sang sa su na sa minh chan ti phan di ta. Se lo ya tha e khắc kha no wa te na na sa mi ra ti e quang ninh đa bát sang sa su na sa minh chan ti phan di ta. Se lo ya tha e khắc kha no wa te na na sa mi ra ti e quang ninh đa bát sang sa su na sa minh chan ti phan di ta. Se lo ya tha e ka se lo ya tha e ka ka no wa te na sa mi ra ti e wang nin da pa san sa so na sa min chan ti pan di ta. Se lo ya tha e ka ka no wa te na na sa mi ra ti e wang nin da pa san sa so na sa min chan ti pan di ta. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của Kinh Pháp Cú số 81. Khà khà khà. Hè ta một em, chỗ ta giữ kinh hai em. Có hai em thôi. Không ta, ba em. Còn em nào nữa không? Thầy đủ rồi, ba em chắc đủ rồi. Sư đi, đi sư đi mới mệt đó quý vị ha. Ok. Không, sư không cho vậy chứ không biết sư có đúp lùm nghe lên dũa không. Không sao, chuyện nhỏ, sai thì sửa. Quê lầm lại, sẽ kéo lên, sai thì sửa. Dư thì cắt bỏ, còn mà thiếu tắt vô. Chuyện nhỏ như cái vỏ vậy ha. Rồi, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chân nhiều. Và xin mời quý vị kế tiếp nha. Còn Giang Nhất Hạ nó dơ, cười cười, không vỗ tay vỗ chân vậy chưa. Đặt. Mình trả máy rồi. Dạ, alo, alo ạ. Nam Mô Bố Nam Mô Hà Giá, Nam Mô Sần Khà Giá. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, dạ, con kính lễ quý sư, quý cô, tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai, chị Nhất Ta và học trò cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã bốt bài. Con xin đọc câu kệ ngôn số 81 ạ. Sê lô gia tha e các khá hô tê na na sa mi ra ti e vang nên đà ba sang sa su na sa mi in cha ba na se lo ya tha e các khá no hô tê na na sa mi ra ti e vang nên đà ba sang sa su na sa mi in cha ti ban di ta. Nghiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động, là bản dịch Hòa Thượng Châu. Phân tích, xê lô là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha, ê là hai trường âm thông thường, cắt là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, qua, tê là hai trường âm thông thường, ná, ná, xa. Á là ba âm, là trường âm thông thường. Rá, tí là hai đoạn âm. Sê lô gia tha e các khá nô hoa tê na na sa mi ra tí. E là trường âm thông thường. Quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nin là trường âm nhấn. Pa
là trường âm thông thường, ba âm sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa âm thông thường, xú là đoạn âm, ná xá là hai đoạn âm, minh là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, là trường âm thông thường. Ewang ninda ba sang sa Sunason chan ti ban di ta. Con xin kể ạ. Se lo ya tha e kan kha no wa te na na sa mi ra ti Quang min da ba sang sa su na sa min chan ti ban di ta. Se lo ya tha e kha no yu a te na na si a ti e wang min da sang sa su na sa min chan ti ban di ta. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động là bản dịch của Thích Minh. Dạ con đã đọc kệ xong ạ, có sai con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp, con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh bốt bài. Xin hai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 81. Se lo ya tha e kak kha no wa te na na sa mi ra ti e wang nin da pa sang sa su na sa min chan ti pang di ta. Se lo ya tha e kak kha no wa te na na sa mi ra ti e wang nin da pa sang sa su na sa min chan ti pang di ta. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xê lô hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha ê hai trường âm thông thường, cắt trường âm nhấn, khá đoạn âm, nô trường âm thông thường, qua tê hai trường âm thông thường, ná ná xá ba đoạn âm, ni trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Xê lô giá tha ê cắt Kano wa te namasami rati. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, quang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nin trường âm nhấn, da trường âm thông thường, tá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, xú đoạn âm, ná xá hai đoạn âm, ninh trường âm nhấn, minh chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, tăng trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. E quang nin da pa sang sa su na sa minh chan ti tăng đi ta. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 81. Se lo ya tha e cắt kha no wa te na na sa mi ra ti e quang nin da pa sang sa su na sa min chan ti pang di ta. Se lo ya tha e cắt kha no wa te na na sa mi ra ti e quang nin da pa sang sa su na sa min chan ti pang di ta. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa hang chê, người trí không dao động. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Xê lô gia tha e ca kha no wa te na na sa mi ra ti e wang nin da pa sang sa su na sa min chan ti pan di ta. Se lo ya tha e kak kha no
Vapenana Samirati Ewaminda Pasang Sasu Nasaninchan Vipandita. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng cũng sửa dùm. Dạ xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 81. Sê lô yá tha e các kha nô hòa tê na na sắc mi kra tí e quăng. Ninh đà ta sang xà su na sắc minh chăn tí bành đi tà. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sê lô hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha e hai trường âm thông thường, cắt trường âm nhấn, khá đoạn âm, nô wa tê ba trường âm thông thường, ná ná xá ba đoạn âm, mi trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Sê lô giá tha e cắt khá nô hòa tê na na sa mi ra tí. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con chắc bị rớt mạng. Con xin phân tích. Bắt đầu lại câu 3, câu 4. E trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ninh trường âm nhấn, đa trường âm thông thường, bá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, xú ná xá ba đoạn âm, minh chăn hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, panh trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ê quang ninh đà ta sang xà su na sát minh chăn tí banh đi ta. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 81. Sê lô yá tha ê các kha no wa te na na sa mi ra ti e wang. Ninh đà ta sang xà su na sa minh chăn ti bành đi ta. Se lo ra tha ha e ka kha no wa te na na sa mi ra ti. Ê quang ninh đa ha pa sang sa su na sa minh chan ti banh đi ta. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Trang và quý tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin trả bài pháp cú số 81. Sê lô yát tha ê ca khá nô hòa tê na na sa mi ra ti ê vầm. Ninh đà ta 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 sang sa su na sa minh chan ti pandita. Con xin đọc lại.
Se lo yata eka kano wa te nana sami rati ewam. Ninda pasang sa sunang sát mình chan tí phần tí ta. Con xin phân tích hai và hai câu đầu ạ. Se lo yata e khách kano. Se lo là hai trường âm thông thường. Yat là trường âm, yat là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. E khách kano. E là trường âm thông thường, khác là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Wa te nana sami rati e wam. Wa te là hai trường âm thông thường, na sa là ba đoạn âm, mi là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, tí là đoạn âm, e. Dạ con xin phân tích câu số 3 với số 4 ạ. E wam ninda pa sang sang sa su. E wam e là trường âm thông thường. Wam là trường âm nhấn, nin là wam là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nin là trường âm, da là trường âm thông thường. Pa là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, su là su ná su là đoạn âm, ná sa minh chân tí tan di tà, ná là đoạn âm, sang sang là ná sa là đoạn âm, minh là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, pandita pan là trường âm nhấn, di là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Con xin đọc lại cả bốn câu ạ, rồi sẽ kể. Selo ata e kakano wa tenana samirati e wam. Ninda pasang sa suna sa minh chan ti pandita. Con xin kể. Se lo yata e kagano wa te nana sa mirati. Ewam ninda pasang sa su na sang minh chan ti ban ti ta. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ bà Ngô Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu kinh pháp cú số 81. Se lo yatha e kakano wa te nana sami ratti e wang ninda pasam sa suna sa min chan ti bandita. Se lo yatha e kakano wa te nana sami ratti e Wang ninda pasam sa suna sa minh chan ti bandita. Se lo là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, e trường âm thông thường, các trường âm nhấn, cá đoạn âm, no qua hai trường âm thông thường, t trường âm thông thường, ná ná xá là ba đoạn âm, mi trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ninh trường âm nhấn, đa trường âm thông thường, bá đoạn âm, sam trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, xú ná xá là ba đoạn âm, minh trường âm nhấn, chanh
trường âm nhấn, tí đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Xê lô giác tha ê cát ca nô hoa tê na na sa mi ra ti ê quang ninh đà ba sam sa su na sa minh chan ti pan đi ta. Xê lô giác tha. Xê lô giác tha ê cát ca nô hoa tê na na sa mi ra ti ê quang ninh đà ba sam sa su na sa minh chan ti pan đi ta. Sê lô giác tha ê cát ca nô hoa tê na na sa mi ra ti ê quang ninh đà ba sam sa su na sa minh chan ti pan đi ta. Sê lô giác tha ê cát ca nô hoa tê na na sa mi ra ti ê quang ninh đà ba sam sa su na sa minh chan ti pan đi ta. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy gió khen chê. Người trí không dao động là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic nè. Con mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Thai Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Trư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niệm tụng biết và âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú của bài học hôm nay là câu số 81. Sê lô giá tha ê cắt Kano wa te nana sami rati e wang ninda basang sa suna samin chanti bandita se lo yatha e kakano wa te nana sami rati e wang ninda basang sa suna samin chanti bandita. Và con phân tích câu số 1 và câu số 2. Sê lô giá tha ê cắt khá nô hoa tê na na sa mi ra ti. Và câu số 1. Sê lô là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, ê là trường âm thông thường, cắt là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu số 2. Hoa tê là hai trường âm thông thường, ná ná xá là ba đoạn âm, mi là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Ê quang ninh đà ba sẵn xà su na sa min chan ti ban đi ta. Câu số 3. Ê là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ninh là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, xa là trường âm thông thường, xú ná xá là ba đoạn âm, min là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Sê lô giá tha ê cắt Kano wa te nana sa mi rati e wang nin da ba san sa su na sa min chan ti bandita. Se lo ya tha e kak kano wa te nana sa mi rati e wang nin da ba san sa su na sa min chan ti bandita. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy vừa khen chê, người trí không dao động. Và con xin kệ câu pháp cú số 81. Sê lô giá tha ê cắt khá nô hoa tê na na sa mi ra ti ê quang ninh đà ba sang sa su na sa min chan thì bắn đi ta.
con đã đọc xong. Dạ, con có sai một ngày và đạo tràng chỉnh sửa giúp con ạ. Nam mô Bích Tha giá, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Giờ con xin mời cô Phúc Hạnh ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào Đạo Tràng và con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu, cho Phúc Hạnh biết tín hiệu. Nơi Phúc Hạnh xin đọc câu Pháp Cú số 81. Sê lô giá thà e các giá nô và tê ná ná sá mi rá tí e văn ninh đà. Ba sẵn sà su ná sá minh chàn tí bàn đí tà. Sê lô giá thà e các giá nô và tê ná ná sá mi rá tí. Sê lô là hai trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Tha là trường âm thông thường. E là trường âm thông thường, cắt là trường âm nhấn, giá là trường âm nhấn, đoạn âm, nô là trường âm thông thường, và tê là hai trường âm thông thường, ná, ná, xá là ba đoạn âm, mi là trường âm thông thường, rá, tí là hai đoạn âm. E văn ninh đa bát sằng xà su ná sa minh chàn tí bằng đi tà. E là trường âm thông thường. Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ninh là trường âm nhấn. Đa là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Sằng là trường âm thông thường. Sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xa là trường âm thông thường. Xú là đoạn âm. Ná, xá là hai đoạn âm. Minh, chan là hai trường âm nhấn. Tạ, tí là đoạn âm. Băng là trường âm nhấn. Đí là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Sê lô giá thà ê ác khá nô và tê ná ná sá mi rát ra tí ê văn ninh đà bá sẵn sà su ná sá minh chàn tí bằng bàn đí tà. Sê lô giá thà ê ác khá nô và tê ná ná sá mi rát tí ê văn ninh đà bá sẵn sà su ná sá minh chàn tí bằng đí tà. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chơi, người trí không dao động. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Sê lô gia tha e ga no va te na na sa mi ra ti e vang nin da ba sa sa su na sa min chan ti pan di ta. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Chư Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Chư Tăng, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 81. Sê lô giá thà ê cách khá nô hòa tê na na sa mi ra ti ê hoàng nền đà bát sàng xà su na sa mình chàn ti bàn đi tà. Sê lô giá thà ê cắt khá nô hòa tê na na sa mi ra ti ê hoàng nền đà bát sàng xà su na sa mình chàn ti bàn đi tà. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Sê lô là hai trường âm thông thường. Giá là đoạn âm.
tha ê, hai trường âm thông thường cách trường âm nhấn khá đoạn âm nô trường âm thông thường qua ti hai trường âm thông thường ná xá ba đoạn âm mi trường âm thông thường đá tí hai đoạn âm xê lô giá thà ê các khá nô hoa tê ná ná xá mi đá tí. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Ê trường âm thông thường, quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, niên trường âm nhấn, đa trường âm thông thường, bá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, số đoạn âm, ná xá hai đoạn âm, minh trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, ê quan niên đa bá sang xa su ná xá minh chan. Của con xin sám hối là con phân tích lại câu 4. Ná xá hai đoạn âm, minh chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ban trường âm nhấn, tí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Dạ con xin đọc câu đoạn 3, đoạn 4. Ê quang nin đa ba sắc, ê quang nin đa ba sàng xa su na sắc minh chan tí ban tí ta. Dạ con xin đọc lại. Xê lô giá thà ê các khá nô hoa tê na na sa mi ra ti ê hoàng nin đà bát sẵn sa su na sa min chan ti bàn đi ta. Xê lô giá thà ê các khá nô hoa tê na na sa mi ra ti ê hoàng nin đà bát sẵn sa su na sa min chan ti bàn đi ta. Dạ con xin kể. Xê lô gia tha e ca tha nô hoa tê na na sa mi ta tì e quang nin đa ba sang sa sô na sa min chan tì ban đi ta. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng quậy giữa khen chê, người trí không dao động. Dạ con đọc phân tích và kệ xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin cảm ơn và xin trao mic lại cho đạo tràng và xin mời người tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Đại Đức, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào với tu nữ và chư Phật tử. Ngày giờ đây chúng con xin được phép đọc câu cốt cú số 81. Xê lô chất tha e cắt cắt nô hoa tê nà nà sá mê hát tê e vang nền đà phát sang xa sơ nà sá mê chăn tê bàn đê ta. Xê lô chất tha e cắt cắt nô hoa tê nà nà sá mê hát tê e vang nền đà phát sang xa sơ nà sá mê chăn tê bàn đê ta. Xê lô chất tha e cắt cắt nô hoa tê nà nà sá mê hát tê e vang nền đà phát sang xa sơ nà sá mê chăn tê bàn đê ta. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chơi, người trí không dao động. Dê lô gia tha e ca ta mô va tê na na sa mê ra ti. Ê quang nhân đa bà sang sa sô na sa min chan ê pan li ta. Xê lô gia tha ê ca ca mô va tê na na sa mê ra ti. Ê quang nhân đa bà sang sa sô na sa min chan ê pan li ta. Xê lô gia tha
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 81 ngày hôm nay ạ. Sê lô giá thà e khắc Khano wa te nanasami rati e wang ninda basang sa sunasamin chanti bandita. Se lo yatha e kakhano wa te nanasami rati e wang ninda basang sa sunasamin chanti bandita. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Se lo là hai trường âm thông thường. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, e là trường âm thông thường, cắt là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, qua, tê là hai trường âm thông thường, ná, xá là ba đoạn âm, mi là trường âm thông thường, rá, tí là hai đoạn âm, sê lô giá tha e cắt khá nô qua tê ná ná xá mi rá tí. Và câu số 3 và câu số 4. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ninh là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, xú, ná, xá là ba đoạn âm, minh là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. E wang ninda bát sang sa sunasa min chan ti bandita. Dạ, con xin đọc lại ạ. Se lo yatha e kakhano wa te nanasa mi rati e wang ninda bát sang sa sunasa min chan ti bandita. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sê lô yá tha e ka kha no wa te na na sa mi ra ti e wang nin da ba sang sa su na sa min cha han ti pan di ta. Sê lô yá tha e ka kha no wa te na na sa mi ra ti e wang nin da ba sang sa su na sa min cha han ti ban di ta. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin kính mời sư Đoạt Tuệ Đức ạ. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã bóng spa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 81 ạ. Sê lô dách tha e các khá nô và tê na na sa mi ra tí e hoàng ninh đa bát sang sa su na sa minh chan ti pan di ta. Như đa tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ.
Se lo ya ta e kakhanu wa te nana samirati e wang ning da pasang sasu na saming chanti pandita. Se lo ya ta e kakhanu wa te nana samirati e wang ning da pasang sasu na saming chanti pandita. Se lo yata e kakhano vate nana samirati e wang ningda pasang sasu na saming chanti pandita. Dạ, con xin hết ạ. Con xin nhiều biết ở trên đạo tràng. Kính mời người tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ, kính các thần ân, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân, đại đức, đại đức. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Thế, Nam mô Sân Kha giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn chị Mét Tai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài tri đức, đại đức Pháp Trang, đại đức, cùng chư tôn đức hiện diện trong đầu trang. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và còn vị nào chưa ôn bài thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay ạ. Quang Thanh ôn bài chưa? Quang Thanh ơi, nãy giờ Nhật Quỳnh thấy chiếc lá mùa xuân cũng rớt hoài. Rồi mời Quang Thanh. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Tăng, con kính đảnh lễ Đại Tuệ Đức, con kính lễ quý sư hiện diện cho đạo tràng, con kính bà, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bản câu pháp cú 81. Se lo yatha e kakkhano wa te nanasami yati e kwang ninda basa sunasamin chanti bandita. Se lo yatha e kakkhano wa te nanasami yati e kwang ninda basa sunasamin mình chán ti bàn đi ta. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. C là xê lô là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, e là trường âm thông thường, các là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, qua là trường qua, t là hai trường âm thông thường, ná ná xá là ba đoạn âm, mi là trường âm thông thường, lá tí là hai đoạn âm. Se lo ya tha e kak kha no wa te na na si sa mi ra ti. Câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, min là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, sú ná là hai, sú ná xá là hai đoạn âm, ba đoạn âm, minh là trường âm nhấn, chăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, băn là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ê quang minh đa ba sang sa su na na sa minh chan ti ban đi ta. Như con xin đọc lại toàn bài. Se lo ya tha e kakkhano wa te nanasami rati e kwang nina ba sang sa sunasamin chanti bandita. Như tảng đá kiên cố không gió nào lay động cũng vậy, giữa khe động đến của bàn dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể.
Sê lô ya tha e ka bu kha no wa te na na sa mi ra ti e quang lin da ba sang sa su na sa mi chan ti ban di ta Sê lô ya tha e ka bu kha no Wa te na na sa mi ra ti E quang lin da ba sang sa su Na sa mi chan ti ban di ta Dạ, con đã đọc và kệ xong, con có phân tích và có sai mà Ngài Chí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thủ kính cảm ơn xin hành kiểm. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào Đạo Tràng. Dạ, chắc không còn vị nào nên con xin được trả bài câu pháp quốc kinh số 81. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Như Quang, sa thủ Như Quang ngàn. Nhật Bình trả bài xong là giao Như Quang nha Như Quang. Sê lô gia tha ê khắp khá nơ quà tê na na sa mi ra tiết ê quăng nền đa ba sang sa su na sa minh chanh ti ban đi ta. Sê lô gia tha ê khắp khá nơ quà tê na na sa mi ra tiết ê quăng nền đa ba sang sa su na sa minh chanh ti ban đi ta. Dạ cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ con xin phân tích một lần hai câu luôn ạ. Sê lô hai trường âm thông thường, giá đoạn âm. Tha ê hai trường âm thông thường, khắp trường âm nhấn khá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Qua tê hai trường âm thông thường, ná xá ba đoạn âm. Mi trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Sê lô gia tha ê khắp khá nơ quà tê na na sa mi ra tí. Ê trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nên trường âm nhấn, đa trường âm thông thường. Bá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa trường âm thông thường, xú đoạn âm. Ná xá hai đoạn âm, minh trường âm nhấn, chanh trường âm nhấn. Tí đoạn âm, ban trường âm nhấn, bí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ê quăng đình na ba sang sa su na sa miền chanh tì ban đi ta. Sê lô gia tha ê khắp khá nơ quả tê na na sa mi ra tí. Ê quăng đình na ba sang sa su na sa miền chanh tì ban đi ta. Sê lô gia tha ê khắp khá nơ quả tê na na sa mi. Ta ti ê quăng nền đa ba sang sa su na sa minh chanh ti ban đi ta. Như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con phân tích và đọc có sai, con cũng thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kệ. Sê lô gia tha ê khắp kha nô qua tê na na sa mi ra tì ê quăng nín đa ba sang sa su đa sa minh chanh tì ban đi ta. Sê lô gia tha ê khắp kha nô qua tê na na sa mi ra tì ê quăng nín đa ba sang sa su na sa minh chanh tì ban đi ta. Dạ con đã đọc dạ kệ phân tích xong rồi, bây giờ thì con cung thỉnh Ngài Chí Đức trở lại Đạo Tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con cũng thỉnh Ngài Chí Đức ạ. Con kính dâng mít đến Ngài. Sa thủ Sa thủ Thích Nhật Quỳnh.
Nhật Quỳnh, chúng ta thấy phân tích trường âm, đoạn âm, rồi đọc giọng kinh, đọc giọng kệ rất là hoàn chỉnh ha, không có chỗ nào sai sót. Nhưng mà tại sao mà Sức Quang Thanh khi đọc xong lại cảm ơn Sức Thành Kiểm là sao? Có chị Nhân đó, chị Nhân này, Sức Quang Thanh vừa đọc xong là cảm ơn Sức Thành Kiểm, ngộ ha. Cái này thiệt là ngộ nghe, nhưng mà không sao. Hôm nay chúng tôi thấy Đệ Đức Pháp Giang giọng kệ cũng tuyệt vời. Rồi Đệ Đức Tuệ Đức, hai vị này đã khích lệ cho quý vị mà hôm nay đạo tràng rất là đông, tham gia sinh hoạt rất là đông, mà ai cũng đọc hay hết. Đệ Đức Pháp Giang, cái vấn đề kệ này cũng rất là quan trọng nha. Bởi vì khi mà thuyết giảng mà chúng ta đọc cái giọng kinh nghe nó trầm, không có một sức hút, thì chuyển qua cái giọng kệ. Ví dụ một câu pháp cú này mà Đại Đức muốn mà thu hút, muốn mà lôi cuốn những người nghe đọc cái giọng kinh, thì nó không hấp dẫn bằng đọc giọng kệ. Khi đọc giọng kệ như vậy thì bà con sẽ lắng nghe và có một cái sự thay đổi không khí. Để được nghe những cuộc băng của Ngài Hộ Giác á, Ngài có một cái giọng kệ tuyệt vời. Thì chính cái giọng kệ đó thu hút mà chúng ta có thể thay đổi không khí. Hôm nay thì Đệ Đức Pháp Trang kệ hay hơn những lần trước. Xà thụ, xà thụ. Rồi Đệ Đức Tuệ Đức cũng có một cái giọng kệ đặc biệt. Thì đây là những cái điều mà khích lệ đạo tràng của chúng ta rất là nhiều. Sa thủ tinh thần học hỏi của quý vị. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vận. Tại sao chúng ta đọc những cái từ này thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào? Câu đầu tiên: Xê lô giá thà e cắt khá nô. Xê lô giá thà e cắt khá nô. Câu này có ba từ. Vậy thì cái từ xê lô có ý nghĩa thế nào? Xê lô do cái từ xê lá. Xê lá nó là một danh từ nam tính. Và chữ xê lá này đứng làm chủ từ số ít. Cho nên chữ xê lá thành xê lô. Xê lô là tảng đá, tảng đá, cục đá, chỉ tảng đá bự hơn cục ha, tảng đá. Rồi chữ giá tha, đây là một trạng từ quan hệ, giống như giá tha thì giống như. Rồi e cắt khá nô, e cắt khá nô do hai từ, chữ e cá và chữ khá nô. E cá nói về thứ tự, tức là số 1, 2, 3, 4. Thì e cá là 1. Hay còn có một cái nghĩa khác nữa là nói lên một cái sự chắc chắn. Ví dụ người ta đưa lên con số 1, một ngón tay, thì chúng ta biết đó là e cá, một sự chắc chắn. Rồi chữ khano do nó cũng là một cái trạng từ. Thì khano không phải là trạng từ mà là một tính từ, có nghĩa là cứng rắn kiên cố, cứng rắn kiên cố. Và hai từ này ghép chung vô trong cái vấn đề văn phạm logo và sanh thí, xóa và ráp chữ, thì chữ e cá cộng chữ khano phải thêm một chữ re nữa. Trên này chúng ta đọc là e cắt khano.
Ekakhano là cứng rắn, là kiên cố. Đây không còn là số 1 nữa, mà Ekakhano có nghĩa là cứng rắn, kiên cố. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Qua tề nana sắp mì ta tí. Qua tề nana sắp mì ta tí. Câu số 2 chúng ta cũng có 3 từ. Chữ qua tề ná. Qua tề ná do cái từ qua ta. Qua tá là một danh từ nam tính Akran Tapung Linga. Và qua tá này được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít tức là ta thì giao quy pháp thì ê cao quá chẳng á. Cho nên qua tá biến thành qua tê ná. Chữ qua tê ná có nghĩa là bởi gió. Bởi gió. Rồi chỉ ná có nghĩa là không. Chỉ ná là không. Sami ra tí. Đây là một động từ. Động từ số ít này có nghĩa là dao động. Dao động hay là lai động. Vậy thì một câu hai sẽ cho ta một cái ý nghĩa. Chờ sĩ Như Quang hả? Rồi, Sami đã tí là dao động, lai động. Xê lô giá thà ê cấp khá lô và tê na na sắp mì các tí. Hai câu này bổ sung ý nghĩa giống như tảng đá cứng rắn, không lay chuyển bởi gió. Dao động, lai động thì ở đây là cái từ lai chuyển. Lai chuyển cũng là sami là tí. Giống như tảng đá cứng rắn không lai chuyển bởi gió, đúng rồi. Vậy thì ở đây chúng ta không thấy e cá là một nữa, mà e cá ở đây có nghĩa là chắc chắn, cứng rắn. Rồi cái máy hư hú không? Rồi, mình sẽ làm cho nó hết hú. Ôi đó. Rồi, bây giờ là câu số 3 và câu số 4. E quang ninh đà bát sang xà su. E quang ninh đà bát sang xà su. Câu số 3 có hai từ e quang, e quang. Có nghĩa là tương tự như thế hay là cũng vậy. E quăng mê là như vậy, mê là tôi ha. E căn sắc mà dân là một thời, vân vân. Thì đây e quăng là cũng vậy như thế. Cũng vậy như thế, rồi. Ninda bát sân xà sủ. Ninda bát sân xà sủ. Một nhóm từ. Mà có Dana và Bát Sang Sa. Nên Dana, đây là một danh từ trung tính. Akran Dana Pung Saka Linga. Nên Dana có nghĩa là sự chê bai. Rồi Bát Sang Sa. Bát Sang Sa Su ha. Do cái từ Bát Sang Sa. Bát Sang Sa đây là một danh từ trung tính. Akarantanapumsakalinga. Bát Sang Sa là sự khen ngợi. Khen ngợi rồi chê bai. Đang xa xu. Nindana có nghĩa là chê bai. Bát Sang Sa xu là khen ngợi. Như vậy thì cái câu số 3 có nghĩa là khen ngợi chê bai cũng vậy thôi. Nhưng mà cái câu cuối này
cái câu cuối, câu số 4 sẽ bổ sung ý nghĩa. Ninda do từ Nindana, đúng rồi. Rồi Bassangsa Su do cái từ Bassangsa. Rồi bây giờ câu số 4. Nasamin chan ti bandita. Nasamin chan ti bandita. Na, bảo đảm là quý vị biết chữ na này là không rồi ha. Rồi samin chan ti, đây là một động từ số nhiều ha. Động từ này nói lên cái ý nghĩa là dao động, dao động, lay động. Samin chan ti, lay động, dao động, rung động, nghĩa là không, không có vững. Chị ná ở trước là không hả? Samin chan ti là dao động, dao động, lay động mà. Rồi bandita, chữ này thì chắc ai cũng biết, bởi vì chúng ta đang học về cái phẩm bandita Lê Hiền Chỉ. Bandita là bậc hiền trí. Vậy thì câu 3, câu 4. Câu 3, câu 4. E quang nền đà bát sẵn xà xú nát xâm minh chành tí bình đi tà. Tương tự như thế, các bậc trí không trao động giữa những sự khen chê. Ý nghĩa câu 3, câu 4 hả? Cũng vậy, bậc trí không dao động giữa những sự chê khen. Hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Rồi bây giờ toàn bộ câu Phật ngôn 81 nói lên cái ý nghĩa giống như tảng đá cứng rắn không lay chuyển bởi gió. Tương tự như thế, các bậc trí không trao động giữa những sự khen chê. Nội dung câu Phật ngôn 81. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức của Thơ Lục Bát, câu Phật ngôn này. Ý, không phải. Đây là để tâm cao, cái vị này. Vị này là một cái vị rất giỏi về thơ văn. Trước thời giải phóng á, rồi sau giải phóng thì cái vị này coi như cống hiến cuộc đời của mình cho đất nước, đã hoàn tục. Và bây giờ vị này đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây là một cái vị rất là trẻ nhưng mà rất giỏi. Thì cái câu Phật ngôn 81 này á, được phổ thơ Lục Bát do đại đức tâm cao ha. Ví như tảng đá kiên trì, gió cuồng tám hướng dễ gì chuyển lai. Tiếng đời chê dở khen hay, không làm dao động đôi mày trí nhân. Đại đức tâm cao. Đại đức tâm cao tên gì hả sư? Bây giờ gặp ổng hỏi, trời ơi lâu quá quên rồi. Chứ hồi trước chơi cũng rất là thân. Vị này quê quán ở Bình Định. Quê quán ở Bình Định. Nhỏ con nhưng mà giỏi. Ví như tảng đá kiên trì, gió cuồng tám hướng dễ gì chuyển lai. Tiếng đời chê dở khen hay, không làm dao động đôi mày trí nhân. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu á, như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Ngài Minh Châu thì cái lối thờ của Ngài năm chữ là ngũ hồn. Còn Đức Tâm Cao ở đây Lục Bát, câu 6, câu 8. Rồi, như vậy thì qua cái tự vấn, quý vị thấy có cái chỗ nào rắc rối?
Khi mà chúng ta hiểu đại khái như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng vấn đề học của chúng ta nó xác thực một chút. Chứ nhiều khi ví dụ như bắt học mà không hiểu cái từ vựng, không hiểu ý nghĩa thì tự nhiên chúng ta học cảm thấy nó chán. Ví dụ như đọc cái câu Phật ngôn này thì chúng ta hiểu cái tảng đá nó giống như cái chữ giới của chúng ta, si la là giới, nhưng mà đây xê la là tảng đá. Nhiều khi chúng ta đọc giới thành ra cục đá luôn, đọc sai. Cho nên học cái chỗ này thì chúng ta liên quan si la là giới, đừng có đọc xê la, đọc qua xê la thành ra cục đá luôn. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Nghe rõ và liên tục. Có người nói rằng chúng tôi nói con nhỏ thua con gà, con gà gái còn to hơn, chán thiệt. Nghe không chịu nghe. Gà gái thành lá. Rồi bây giờ duyên sự câu Phật ngôn này như thế nào? Trước khi nói về duyên sự thì nói về cái chuyện này. Giữa sự khen chê của thế gian thì quý vị hay nghe cái câu tôi nói này: đừng chơi nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng luồn. Là sao? Họ nói nhất lé nhì luồn mà tam hô tứ gì đó không biết nữa. Rồi nói ba ca thôi. Thì bây giờ họ nói đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhà thằng luồn, đó là những cái sự khen chê của tám pháp thế gian: được lợi, được quyền tước, mất quyền tước, được khen bị chê, được vui bị khổ. Đó là một cái sự vận hành ha. Trong cuộc mà đúng trong câu Phật ngôn này, đối với Phật giáo nó cái hay là nước sông, nước hồ, nước ao, nước rạch khi mà chảy về biển cả thì đều có cái vị mặn giống nhau. Cái hay chỗ đó, khi mà chảy về biển cả thì cái vị mặn nó sẽ hòa nhập và đồng đẳng với nhau. Thì ở đây trên cái sự tu tập của bốn giai cấp ha, tức là coi như sắc đế lị, bà la môn, chân đà la hay là thương gia chẳng hạn, bốn giai cấp thời kỳ Ấn Độ. Và trong bốn giai cấp đó khi mà bước vào Phật giáo đều là áo trắng hết, tức là đồng đẳng nhau, tới trước ngồi trước, không phải tôi là vua tới sau ngồi trước, không có vua tới sau cũng ngồi sau luôn. Hoặc là khi bước chân vào tu tập trong giáo pháp này thì cái vị mà tu trước cao hạ thì ngồi trước. Chính vì vậy cho nên cái dòng sắc đế lị á, khi mà năm vị hoàng tử đi xuất gia để cái tánh tự cao ngã mạn của mình coi như đè nó xuống cái về giai cấp á, thì cho cái ông thời cạo Upa Lý xuất gia trước. Rồi xuất gia trước thì phải gọi ông ta là Phần Tề, gọi ông ta là một cái vị trưởng lão. Mặc dù cùng tu với nhau nhưng mà tu trước, cái thời điểm trước thì đó là sư huynh ha. Thì trong cái câu Phật ngôn này có một cái điều cũng đặc biệt. Bây giờ quý vị nghe ha, rồi tiếp tục ha. Khi Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến một cái vị tỳ khưu thánh tăng tên là Phát Đi Gia. Viết làm sao đây bà con? Phát Đi Gia. Làm sao? Phát Đi Gia. Rồi, đúng rồi, chính xác. Cái vị này đừng có lầm tưởng nghe. Đừng có lầm tưởng Phát
đi giá. Xin Nhật Quỳnh viết đúng rồi, đừng có lầm tưởng à đây là nhà cái nhóm của ngài Anuruddha, mà Phát Đi Gia này cũng là một vị vua, cũng là một vị vua cùng đi tu với ngài Anuruddha, ngài Ananda. Trong năm vị hoàng tử đi xuất gia thì cũng có một vị vua tên là Phát Đi Gia, mà vị Phát Đi Gia này thì hay sống chung với ngài Anuruddha giống như sữa với nước, rất là hòa hợp với nhau. Và quý vị nhớ rằng khi mà Đức Phật nghe cái sự thanh tịnh hòa hợp của ba vị này mới đến thầm, thì các ông mà giữ vườn á, người làm vườn á, cản Đức Phật không cho vô và nói rằng đừng có phá sự thanh tịnh của những vị này, trong đó có ngài Phát Đi Gia này. Phát Đi Gia này là một vị vua, còn ở đây câu chuyện Phát Đi Gia này không phải là vua. Thì tại sao mà đề cập đến vị này? Bởi vì ở trong chùa cái vị này là cái người mà nhỏ con luôn. Phát Đi Gia này là cái vị mà luôn nhỏ con, mà luôn nhỏ con như vậy cho nên các cái vị mà phàm tăng nè, các vị sa di nè, các vị tỳ khưu á, cứ thấy vị này là coi như chọc ghẹo, người thì kéo cái lỗ tai, người thì vò trên đầu, người thì bốc mũi, nghĩa là thấy vị này nhỏ con luôn như vậy cho nên chọc ghẹo. Nhưng mà cái vị này á rất là tự nhiên, không có giận, không có hờn, không muốn có buồn rầu sầu khổ hết á. Cái vị này cái tỉnh bơ, bởi vì vị này là một vị thánh tăng, một vị A-la-hán, cho nên cái vấn đề mà buồn rầu sầu khổ giữa sự khen chê, vị này tỉnh bơ. Giống như thường thường hay dùng cái từ gọi là tam tịnh nhục á, không nghe, không thấy, không nghi ngờ á, thì cái vị này cũng vậy. Im lặng, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà đây là một cái vấn đề Đức Phật phải lên tiếng. Tại sao phải lên tiếng? Đụng chạm đến các vị thánh nhân, các vị thánh tăng thì giống như đụng vào lửa. Cho nên khi mà thấy những cái vấn đề mà chọc ghẹo rồi đầu kéo lỗ tai bốc mũi thì Đức Phật mời kêu lại và hỏi. Bởi vì khi cái sự việc này cũng thành ra một cái đề tài để đem ra mà treo chọc ở giữa đám đông, thì chính lúc đó Đức Phật đi đến và giải thích là đối với một cái vị mà thánh tăng mà các ngươi chọc ghẹo, các ngươi kéo cợt, các ngươi giỡn hớt coi thường một cái vị thánh như vậy thì đây là một cái điều không nên. Thì Đức Phật nói rằng các bậc lậu tặng thì không bao giờ nóng nảy giận hờn, giống như một cái tảng đá mà đặt ruột nằm yên, gió thổi cách gì cũng không có lay động. Và cái câu Phật ngôn 81 này được Đức Phật đưa lên để ám chỉ một cái vị thánh tăng không còn lay động bởi tám pháp thế gian. Thì câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng trong các bậc thánh thì trên cái tướng có vị thì cũng cao tăng, có vị thì cũng thấp tăng. Cao tăng ở đây có nghĩa là tướng hảo quang minh ha. Còn những cái vị mà luồn á, những cái vị thấp á, là những cái vị mà cái tướng không được tốt, tướng không được tốt. Nhưng mà cái tướng bên ngoài để làm gì? Thắng thua là cái vấn đề đã là thánh hay là phàm. Nhưng mà đây là một cái vị thánh tăng mà người thân hình thì luồn. Chính thân hình bị luồn như vậy cho nên đó là một cái đề tài
những cái vị không chứng đắc thánh quả cùng phàm, cho nên giỡn cợt kéo tay bóp mũi rờ đầu. Mà kéo tay bóp mũi rờ đầu một bậc thánh thì cũng giống như chúng ta đưa tay vào lửa. Cái sự tu tập của chúng ta nếu mà không sám hối, không sám hối thì sự tu tập của chúng ta đứng lại tại chỗ, không có tiến hóa. Cho nên Đức Phật Ngài mới đưa ra câu Phật ngôn này và cho biết rằng đây là một thánh nhân, đừng có nên xúc phạm. Và câu Phật ngôn này khi mà Đức Phật chấm dứt thì cũng có rất nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng tướng tuy luồn nhưng khó mà tự hào. Đại đức Pháp Bị Giá chẳng nuốt nao, mặc kệ rờ đầu hay bóp mũi, dầu ai họ thấp hoặc là đề cao, vô sanh thắng cảnh đà đi tới, tục lụy phàm phu hết lột vào, tâm trí kiên cường như núi đá, ngoài da bạn lữ biết đâu nào. Thì chúng ta đừng coi cái hình tướng của bên ngoài, coi mặt mà bắt hình dòng, cái đó là một sự thất bại. Trong Phật giáo thì một cái điều quan trọng là do cái ba la mật của mình đã đào tạo và sự an lạc của nội, đó là điều quan trọng. Mà nhất là cái vị này chứng đắc thánh quả là hẳn rồi, cho nên những cái kẹo rồi này kia không có nhầm nhò gì hết á. Ngài tuy luôn nhưng mà thật sự ra Ngài đã là một vị thánh nhân. Rồi với câu Phật ngôn chúng ta bài nào mà đây cái điều quan trọng quý vị phải tham gia để có một cái bài học trong cuộc sống của chúng ta. Đừng có coi mặt mà bắt hình dòng, đừng có nhìn cái tướng bên ngoài mà coi rằng cái người đó xấu tốt. Cái tốt là cái ở trong nội tâm của người ta, chứ không phải là cái tốt là cái mà nó thể hiện bên ngoài. Mà đa số thì chúng ta cứ nhìn bên ngoài mà không quá nhìn vào bên trong. Alo, thời gian còn lại là quý vị hãy thảo luận về câu Phật ngôn này. Ngài Pháp đừng có lầm tưởng với Pháp Trì Giá của Hổ Học Ngàn, của một vị vua. Tức là trong năm vị hoàng tử đi tu có một vị tên là Pháp Trì Giá. Nhưng mà ở đây Ngài Pháp Trì Giá này không phải là vị vua trong năm vị đó. Và vị này tướng luôn nhỏ con cho nên bị chọc ghẹo, nhưng mà vị này đã là một vị thánh nhân, cho nên Đức Phật đưa ra câu Phật ngôn 81 này để đừng có đụng chạm đến cái Ngài Pháp Địa Gia này. Rồi bây giờ vị nào có ý kiến về câu Phật ngôn nè, chúng ta hãy thảo luận. Còn nếu mà không thảo luận thì khi mà học hết cái phẩm hiền trí này thì quý vị cũng phải chọn một cái đề tài, một cái bài trong cái phẩm hiền trí để nói lên cái sự tâm đắc. Thì thôi vậy, bây giờ cái câu Phật ngôn này có những cái điểm nào quý vị không thích? Tôi thích những người cao ráo đẹp trai, còn những người nể luôn khi dễ. Thì chúng ta cũng nằm trong tâm trạng của những cái vị tỳ khưu Xây Di mà bóp mũi kéo tai. Như vậy thì bây giờ quý vị muốn như thế nào? Alo, ý kiến sao đây? Thời gian có để mà thảo luận, chứ còn không phải là ví dụ chúng tôi nói cho đã rồi hết giờ chấm dứt. Rồi sư Kim Nhung nghe nói chịu không nổi bỏ chạy rồi nè. Không có ý kiến mà còn bó của chạy lên người nữa chứ. Rồi ai có ý kiến gì về câu Phật ngôn này?
Rồi, thêm một người nữa cũng chạy luôn. Alo, alo. Rồi, mời sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, chúng con cung thỉnh ngài dùng cách nước ở Định Sáng Ngọc Đạt ạ. Dạ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Thiền Vũ, con nghe ngài khang tiếng rồi. Dạ, kính mời ngài dùng cảm cách nước ngồi nghe quý vị trong đạo tràng chia sẻ. Dạ, Nam Mô Bích Thai dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Hôm nay là Nhật Quỳnh thấy Hồng Mai là cái mic là rất là ổn rồi. Hồng Mai có thể lên chia sẻ câu Phật ngôn này không Hồng Mai? Kim Nhung thì chạy rồi, còn Hồng Mai thì có chạy hay không? Alo, Hồng Mai có chạy không? Rồi, chạy lên phải không? Mời Hồng Mai nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ sư Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Cái câu số 81 này thật ra nó rất là hay. Như đá tảng kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Thì như con có được một cái cơ duyên, cơ may khi con ở Bồ Đề Đạo Tràng thì con được thân cận rất là nhiều vị sư. Và nhờ vậy mà con có rất là làm tâm đắc với cái những cái câu mà các vị thiền sư hoặc những vị sư luôn luôn nhắc nhở nhở Phật tử, là khi mà nghe người ta nói về một cái vị nào đó có là giỏi, tài giỏi, hoặc là có một cái đức tính rất là tốt hoặc là rất là giỏi, thì tốt nhất là cũng chớ nên vội tin liền, mà mình phải thân cận với những cái vị đó để mà cảm nhận được xem những cái lời mà người ta nói với mình có đúng hay là không. Giống như Đức Phật cũng nói rằng là khi mà nghe những ai mà nói là những lời Phật dạy thì chớ gọi tin, mà cũng không gọi bỏ, mà chúng ta phải xác thực xem nó có đúng như vậy không thì hãy tin. Thì khi con tiếp xúc được với những cái vị sư này thì con cảm thấy có những cái vị sư mà thật ra là tướng hảo, tướng rất là đẹp, mặt rất là nhân từ, nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc và có những cái dịp mà gần gũi thì con mới cảm nhận ra chưa chắc là cái gương mặt đã nói lên tất cả những cái tiềm ẩn bên trong những cái đức tính của cái vị đó. Phải tiếp xúc, phải thân cận và phải tìm hiểu rõ thì ta mới thấy cái người, cái vị đó đáng tin cậy hay không, có đúng giống như là những cái gì mà ta nhìn ở vẻ bề ngoài hay không. Thì đó cũng là bài học cho con. Thì hồi đó thì khi đầu tiên mà nhìn vị này thì con thấy ô sao vị sư này rất đáng kính, rất là hiền từ. Nhưng thật ra khi đã có một dịp mà thân cận rồi, trong cái quá trình mà theo cái vị đó đi thăm các chùa chiền này nọ thì mới nhận ra là chưa chắc là khi mà nhìn cái vẻ bề ngoài mà đánh giá được cái sự suy nghĩ bên trong, những cái đức tính bên trong. Và con cũng được gần gũi một vật vị tu tập rất là tốt, mà vị ấy cũng nói chung là tướng thì không phải là đẹp hảo lắm, nhưng mà thật sự ra khi mà gần cái vị ấy thì mình toát ra được cũng cái tâm từ, nghĩa là mình cảm thấy an lạc, thấy an vui, mà mình không có một cái gì mà sợ hãi hoặc nghi ngờ khi thân cận cái vị đó. Và vị đó tu tập rất là tốt, tu và khi không bao giờ mà đòi hỏi những vị Phật tử phải làm cái này cho mình, phải làm cái kia cho mình. Do đó mà con thấy là biết được cái vị đó tốt hay là chưa tốt thì mình nên thân cận, nên tìm hiểu, nên thông qua những cái việc làm hàng ngày, những cái cách mà khen chê của người ngoài, khi cái vị đó tiếp nhận
thì chúng ta sẽ thấy được biểu hiện của cái vị ấy, và chúng ta sẽ biết được rằng vị ấy đã tu đúng theo những cái lời Phật dạy hay là không. Dạ, con chỉ có một cái vài lời như thế ạ. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic ạ, xin nhường cho vị kế tiếp. Sa thủ sĩ Hồng Mai, sĩ Hồng Mai cũng nói lên ý nghĩa của Phật ngôn này, tức là đừng có nhìn bên ngoài mà hãy thân cận, để rồi chúng ta mới xác định được đúng hay là sai. Theo câu nói của thế gian, họ nói là đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhà thằng luôn. Đó là một cái sự ngộ nhận. Nhưng mà trong cái câu 81 này của Phật giáo thì chúng ta đừng có nhìn cái hình thức, mà hãy chú trọng vào cái nội dung. Bởi vì sự tu tập á, thân khẩu và ý, khẩu có 4, thân có 3, nhưng mà cái ý mới là quan trọng. Cái ý nó quyết định tất cả. Thì bây giờ hãy nghe Sĩ Kim mà giải thích nè. Xin mời. Con xin cảm ơn cô Hồng Mai đã lên chia sẻ. Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con đâu có gì đâu chia sẻ, con ấp bốc bộ sư ơi. Nhưng cái hỏi gì nè, dĩ nhiên câu mấy câu trước cũng dạy, làm trước sư cũng thiếu con đó. Con nói làm sao biết cái người đó tốt hay xấu. Thứ nhất, mấy ông sư, đàn bà con gái như con đâu có dám thân cận được đâu, đâu có đứng gần mấy ông sư được đâu, đâu vô đâu. Mấy ông thanh niên thì có nhiều cơ hội hơn đi vô tới lui gì được. Còn đám đàn bà của con đụng cái chéo áo của ông sư không được nữa. Phải cố gắng đứng xa ông sư, đụng cái chéo áo ông sư. Ông sư, ông không thấy không biết, ông mới giặt cái y của ông, ông mới tụng kinh nữa. Đâu có gần gũi được mấy ông sư gì đâu, sao mà biết người đó tốt hay người xấu. Người ta nói xong sâu còn thể dò được tâm của người ta, làm sao dò được chi nhân chi diễn bắt chi tâm. Tôi nghe câu đó nói hoài, hồi nhỏ không biết cái gì, giờ lớn mới biết. Chi là biết, hiểu biết chi nhân chi diễn bắt chi tâm. Thấy người đó, thấy mặt mày đó sáng sủa xấu xí vậy đó, đâu có biết cái tâm của người ta như thế nào đâu. Bởi vậy cô lấy đò, chuyện cô lấy đò trong thiền sư đó, ổng nắm biết con mắt rồi đó. Ổng tưởng ổng không trả cách sư nào, đã bắt ổng trả gấp 8 lần luôn. Hả sao? Ông nhắm giết con mắt ông lại, ông nghĩ tùm lum tùm la trong cái đầu không? Ai mà biết ông nghĩ cái gì? Trời ơi, con không có bị người ta gạt nhiều đâu, mà con thấy người ta bị gạt lại nói cho con nghe đó. Mà con cũng biết cái người đó nữa, con cũng nói cái người đó coi cũng tốt lắm. Nhưng con thấy người đó gạt người khác rồi lại than thở, con mới ớn đó. Trời ơi, sao mà biết được người đó xấu hay người tốt, cái tâm đó không có biết được. Giống như cuộc đời vô ngã vô thường vậy đó, mình không biết được lúc này người ta tốt, lúc khác người ta xấu. Cái tâm của người ta biến đổi thay đổi, tại người phàm ai cũng tham sân si hết. Người ta được cái này, người ta muốn được hơn cái đó. Khi mà người ta muốn cái đó, người ta làm bất cứ điều gì để mà người ta được cái đó. Không cần biết chuyện đó là chuyện gì, không biết chuyện xấu gì. Cho dù người thân trong gia đình cha mẹ thiên cũng không được. Giống như nó muốn giật chồng người ta, cha mẹ nó nói trời ơi cái này là bất nhân bất nghĩa, không nên làm điều đó, phá hoại gia đình người ta. Thì cái người đó biện hộ rằng cái tình duyên mà ổng thương tao thương ổng, ổng thương tao thương ổng, duyên nợ thì sao chối cản được. Họ nói như vậy, mà nếu cha mẹ mà la thì nói cha mẹ không có hiểu họ. Đủ luôn chuyện cho bà ông ta là nói cái lưỡi không xương nhiều đừng lắc léo. Con thấy cái lưỡi không xương nhiều đừng lắc léo không đúng, là cái tâm đúng ra dữ phẩm, cái tâm nó biến đổi do cái lòng tham thôi. Thì nói thì biết người, muốn hiểu người, muốn biết như thế nào rất khó. Tại vì cái tâm của người ta thay đổi tùy theo cái trình độ, tùy theo cái nhân duyên của họ như thế nào, mình không có biết được. Bởi vì lúc nào mình gặp lúc nào thì giải quyết lúc đó, chứ không thể nào biết phán quyết người này do cái tướng, do cử chỉ, những hành động trong quá khứ cũng chưa chắc. Cũng chưa chắc. Bởi vậy Đức Phật nói quá khứ không chi lùm, tương lai thì chưa biết được, sống với hiện tại. Ý người đó làm cái gì hiện tại biết đó đi, đừng nghĩ xa xôi quá. Con
con suy nghĩ chuyện này có nên làm không, có thích hợp làm không, có đúng phải làm không thì con mới làm. Còn nghĩ ra thôi cái gì đó thì con nói không thích là, chứ còn không có nói không, không có tiền nó không thích, không muốn phải cúng dường, không cúng dường nói ra không thích, chứ không cái gia bộ nói ra nói rằng ơi tao không có tiền hay gì đó, không có, không thích, không muốn. Họ ghét cho họ ghét luôn đi, ghét mệt nghỉ, con không có khe. Nên là bởi vì con nói chuyện ngang được cứ nhắc ra để cho nó khỏe đi. Thật ra mình đâu có thân cận được mấy ông sư đâu, thân cận được đó. Cái thứ hai nữa là không có nhiều thì giờ, đụng đâu thì làm đó thôi, chứ không có phán xét. Con nghĩ rằng trong thời quá khứ này cái ông sư mà trong câu này ông tên gì ta, ông tên là Lakun Dasa Khá Đi Giá đó, nó cũng là lùn, thì tại cái tướng mạo ống lùn, thấy nhỏ con nó dễ thương, giống như trong phim Bạch Kiếp và Bảy Chú Lùn, như thấy chú lùn ngon ngậu như rời thôi. Có nhiều người họ thấy dễ thương, họ rờ thôi, thì cái nghiệp của họ nhẹ hơn. Còn những người mà có cái tâm chỉ bán người ta thì họ nặng hơn, thì họ bị nghiệp nặng hơn. Thì chính cái ông vị La Hán này thì ổng cũng có nhiều kịch trước, ổng chê đa người ta lùn sau đó, bây giờ ổng kiếp ổng lợi, ổng có chịu kiếp lùn giống như Bạch Kiếp và Bảy Chú Lùn vậy đó. Nhưng mà ổng có nhiều tâm, nhiều ba la mật tu tập thì ổng đắc thành quả đạo quả A La Hán. Mấy trong kinh Pháp Cú thì con học nguyên giáp dòng 423 câu những tích chuyện, có những người nha trước khi họ đắc A La Hán họ làm những chuyện động trời kinh thiên, giống như ngài Angulimá đó, chở giết 999 người, giết người ta xong cắt ngón tay treo 999 mà cái đeo lủng lẳng trong cổ cái ghê vậy đó. Vậy mà cũng đắc quả A La Hán đó. Thì có những chuyện rồi cái bà rồi nhà con gái nhà giàu như Patthachana vậy đó, con gái nhà giàu bỏ đi với ông, với cái ông người làm, rồi đẻ hai đứa con, rồi đi về, rồi chồng bị chết giữa đường, con bị chết trôi sông, bị nhiều hâu tha, trời điên khùng luôn hết, rồi cũng đắc A La Hán. Nó có những nhân duyên, tức là Đức Phật nói ai cũng có cái quả, ai cũng có cái nghiệp, không có nghiệp nào giống nghiệp nào hết. Thì nếu mà nói ra thôi hợp lắm, không có đâu thâu đó làm đó được rồi, như con nghĩ vậy đó. Thì ai làm gì làm, thấy gì ngộ cười tức đỉnh thôi, cái đơn độ thôi, chứ không có nghĩ gì sâu xa, ai làm gì kệ ai. Nhưng mà rủ đụng tới con cái suy nghĩ, khi mà con đúng sai con làm rồi, con nghĩ rằng cái việc đó có đúng làm không, có thích hợp làm không, có hợp lý mà làm không, thì con phải làm. Còn không thôi con trả lời thẳng rồi, không thích làm. Họ bây giờ sao thì không thích làm thôi, giải thích nhiều quá người ta ghét, nó không thích không. Dạ con chỉ chia sẻ nhiều đó thôi, con không biết nói gì. Nhưng mà nếu mà con thấy vị sư này ở ngoài nó lùng lùng vậy đó, thì con cũng thấy cũng ngộ ngộ, cũng dòm. Hồi đó con học ở trường trung học Hưng Đạo, có thầy dạy toán của con rất hay, rất dễ hiểu, nhưng ổng tên là Nguyễn Tá. Ổng lùng sủng mà, lúc con học lớp 9 á, con ổng đứng một đứng cái lỗ tai con à. Con thấy ổng lùng quá, con mắc cười quá. Lúc mà ổng hỏi câu hỏi này, có ai biết làm không, con giơ tay con lên con làm. Con làm cho con đứng, thấy ổng đứng cái lỗ tai, con lấy tay con che vậy nè, con đo ổng. Cả lớp cái dưới nó cười âm 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 luôn. Ông này ổng nói chứ, thế chị đang quậy phá gì vậy? Con nói con đứng thinh là con nói vậy. Thì con thấy ổng lùn hơn con, mà con mới có lớp 9 thôi mà con thấy con cao ổng hơn rồi. Thì mai mốt con lớn lên con còn cao hơn nữa. Mà ổng lùn tủng mà ổng dạy rất là dễ hiểu. Ổng người Bắc. Thì con mới hỏi ổng tại sao ổng kêu con bằng chị. Nói thế chị chưa có biết gì Bắc chúng tôi kêu chị có nghĩa là chị của con của chúng tôi. Ôi giời ơi, con mới biết thêm một điều như vậy nữa. Giống như người Nam nó kêu người con trai lớn không phải là anh cả, giống như người Bắc mà kêu là anh hai, chị hai. Thôi con nhiều chuyện quá, con nói như đó vậy. Còn sư nói con giải nghĩa gì thân hữu ý. Con nói trong đạo tràng ai cũng biết giáo trội ba cái cửa gây ra tội, thân lời ý. Con không cần nói nữa đâu, cũng gần hết giờ rồi đó. Con xin trả máy rồi nha sư. Ba. Alo, 123, 123, còn 5 phút nữa, không nói cho hết cho rồi. Hả? Còn chưa là 5 phút làm gì? À,
mà bình thường á, khi đọc kinh đoạn này kia thì la lớn, mà tới khi lên chia sẻ thì nó nhỏ xíu hả? À, nói sợ người ta nghe hay sao vậy? Nhưng mà những cái điều mà Sư Kim vừa nói thực tế là cái vấn đề chúng ta cách bậc trí trì. Cái câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta thấy trong cuộc sống bây giờ nè, có những cái điểm tương đồng, chứ không phải nói những cái lời dạy của Đức Phật, tức là phải trở lại cái thời kỳ 2000 trên 2000 năm để rồi nghe trực tiếp Đức Phật nói. Không phải, lời nói của Đức Phật là sự thật, mà sự thật từ 25 thế kỷ mà bây giờ chúng ta vẫn áp dụng trong cuộc sống được. Có nghĩa là cái pháp nó bàn bạc trong cuộc sống của chúng ta, cái sự thật nó nằm ở trước mắt của chúng ta. Vậy thì bây giờ với sự thật đó, chúng ta sửa đổi về hành vi, về cử chỉ, về tư tưởng để trở nên một người chánh kiến. Cái đó rất là quan trọng, gọi là cải chánh tri kiến. Cải chánh tri kiến. Mà khi chúng ta cải chánh được tri kiến thì khi đó chúng ta, thân của chúng ta mới làm được những cái điều tốt đẹp, khẩu của chúng ta mới nói được những lời coi như hòa nhã, và cái ý của chúng ta chắc chắn là có sự tu tập trong đó. Rồi, đây là một bài học để đừng có nhìn cái hình thức, mà hãy chú trọng về nội dung. Và chú trọng về nội dung thì chúng ta trong 38 điều hạnh phúc, cái điều đầu tiên là thân cận. Chúng ta phải thân cận, gần gũi, rồi chúng ta mới học hỏi. Chứ còn không nhìn hình thức thì dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ một câu nói của Đức Phật, chúng ta cũng có thể hiểu lầm, có thể hiểu lầm. Tại sao? Ví dụ giữa một cái hội chúng đông đảo như vậy mà cái nàng Chinh Cha mà vô vu khống Đức Phật ha, bụng mang dạ chưa vu khống Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nói một câu, cái chuyện này chỉ có cái nàng và ta biết mà thôi. Hội chúng sẽ ngạc nhiên. Ủa, tại sao mà Đức Phật bị nhục mạ vậy mà cái nói chuyện này giữa hai người biết với nhau thôi? Thì chắc chắn rằng hội chúng sẽ nghi ngờ, cái vấn đề này mà hai người biết với nhau. Nhưng mà rồi sự thanh minh, thanh nga, sự thật nó cũng phơi bày trước mắt. Đức Vua Trời Đế Thích ha đã giải oan cho Đức Phật, biến thành chuột cắn đứt cái dây buộc quanh bụng của cô ta, và cái mảnh gỗ bên trong nó rớt xuống. Thì nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta có thể hiểu lầm, nhưng mà do sự minh oan của Đức Vua Trời Đế Thích và sự thật nó lại rõ ràng. Hoặc là có những cái trường hợp mà Đức Phật nói rằng vàng bạc châu báu là con rắn độc. Khi đi với ngài Ananda, đi ngang qua một cái thửa ruộng mà cái có ông nông phu đương cày, và Đức Phật nói với ngài Ananda, ngươi có thấy rắn độc không? Ngài Ananda hiểu ý Đức Phật, nói dạ thấy. Rồi hai thầy trò đi các thầy. Thì khi đó cái ông nông phu á, ông nói trong mảnh đất của mình, trong thửa ruộng của mình có rắn độc, mình một là đập chết nó, hai là phải đuổi nó đi chỗ khác. Thì chạy lại dòm coi con rắn độc như thế nào. Nhưng mà đó là một cái túi vàng bạc châu báu của kẻ trộm, nó làm rớt trên thửa ruộng của mình. Thì qua nói, qua mắt của chúng ta thấy nhiều khi không phải là sự thật, mà nó hàm ý một ý nghĩa khác nữa. Thôi cái vấn đề đó quý vị tự suy nghĩ ha. Rồi khi học xong cái phẩm hiền trí này, quý vị có thể thích cái câu Phật ngôn này và có nhiều ý kiến hay hơn.
thời gian sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Rất là cảm ơn ý kiến của quý vị, sự quan tâm của quý vị và tinh thần học hỏi của quý vị là số 1. Chúng tôi rất là hoan hỷ và xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, rùm Phật giáo Nam truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tên là Sa-cha-wa-chê, na sô thị vô, phô tụ sắp bà đà. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên, chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ. Yani taputa ni samagata ni pummani vayani va antaleke sabbe vaputa sumana pavantu apo visaka chantunantu pasi tatma hi puta ni sameta sambe metan karo tamano japacaya ni vacara Jaranti ye paling tat mahine kata apa mata yang kinci witang.